Các bạn có thể thấy trên màn hình á là tờ Tiền Phong. Họ đăng một cái bài đó là gần 80% sinh viên trường đại học ngoại thương tốt nghiệp loại giỏi xuất sắc. 80% các bạn tin được không? Nghe nó giống như học hồi cấp 1, cấp 2 ấy, đúng không? Mình nhớ hồi mình học tiểu học á, lớp sĩ số chẳng hạn, lớp sĩ số là 40 thì 39 trên 40 hoặc là 40 trên 40 sẽ là nhận được cái tấm giấy khen đó là loại 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 xuất sắc. Đấy, học tiểu học á, mà con cái nhà ai mà không được học sinh giỏi á, là phải nói là tệ lắm. Đấy, cái bệnh thành tích á, là từ tiểu học là rất là nặng rồi đó. Lúc nào ai cũng muốn là con mình là phải dễ khen là giỏi hết á, chứ học sinh mà học sinh tiên tiến á, là thấy không ăn thua rồi. Lên cấp 2 thì bắt đầu nó bớt đi các bạn. Lên cấp 2 là thấy đông đông hơn, tiên tiến là đông đông hơn. Lên cấp 3 thì công nhận là giỏi á, là bắt đầu nó hiếm. Và lên đại học, ví dụ như mình nè, mình hồi học đại học á, là ngành ngành hóa, trường đại học khoa học tự nhiên, thì được cái tấm bằng giỏi á, nó rất là khó các bạn, rất là khó. Một khóa như vậy thường là giao đầu vào á, từ năm nhất đại học một khóa như vậy thì tuyển sinh là tầm khoảng 200, hơn 200, loanh quanh 200 sinh viên đầu vào cho cái ngành hóa của mình, cử nhân hóa đó. Thì đến cái lúc tốt nghiệp á, thì dĩ nhiên là chỉ còn hơn khoảng 100 thôi, còn khoảng hình như là trăm 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 hai sao đấy đó. Đấy là từ từ người ta bỏ dần hay người ta thi ngành khác đó, thì loanh quanh đâu đó là còn khoảng 101, 102, cái thời của mình đấy nha. Bây giờ thì con số nó sẽ khác vì số lượng ngành học, số lượng chỉ tiêu tuyển sinh giờ nó cũng rất là khác rồi, nhưng mình đang nói cái thời mình là đầu vào là 200, đến lúc tốt nghiệp á, là còn khoảng hơn 100. Đấy thì chẳng hạn một khóa như vậy loanh quanh những cái năm của mình á, là một khóa chỉ được khoảng 5 hoặc là 8 bạn, khoảng đó, tóm lại là dưới 10, tức là chỉ đếm trên đầu ngón tay số bạn tốt nghiệp với tấm bằng giỏi đấy các bạn. Có nghĩa là cái tỷ lệ ấy, lúc nào cũng dưới 10% đó. Mình không nhớ chính xác nhưng mà hình như năm của mình là cái năm kỷ lục, hình như là có tới 10 13 bạn tốt nghiệp bằng giỏi. Mình nhớ loáng thoáng hình như là thế, mình nhớ không chính xác, lâu quá rồi. Đó thì các bạn nói là hồi đó là bằng bằng giỏi ấy, hay là bằng bằng xuất sắc ấy, là trên 9 chấm ấy. Rất là khó mọi người, thực sự rất là khó. Thì đây, hôm nay mình đọc được một cái bài đó là gần 80 sinh viên phần 80% sinh viên trường đại học ngoại thương tốt nghiệp loại giỏi xuất sắc. Tự nhiên cái lúc mình thấy 80% tốt nghiệp loại giỏi xuất sắc thì tự nhiên mình thấy hơi buồn cười. Xem bài này nó nói gì ha. Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2023 của trường đại học ngoại thương có trên 28% sinh viên là đạt kết quả học tập loại xuất sắc, 51% là đạt loại giỏi, tức là một nửa là giỏi, 1/3 là xuất sắc. Như vậy, tổng cái tỷ lệ của giỏi và xuất sắc là chiếm gần 80%. À, ngày 2 tháng 4, Đại học Ngoại thương tổ chức lễ trao bằng trong tốt nghiệp đợt 1 năm 2023 cho 1.300 sinh viên đại học, hình thức đào tạo là chính quy khóa 58 và các khóa bổ sung. Lễ trao bằng này Đại học Ngoại thương cho thấy là 28% là xuất sắc, 51% là loại giỏi. Số lượng sinh viên tốt nghiệp sớm đợt này là 950 sinh viên, chiếm khoảng 1/3. Ồ, càng ngày các bạn sinh viên về sau học nhanh quá ha. Số lượng sinh viên tốt nghiệp sớm xếp loại xuất sắc và giỏi là hơn 860 sinh viên. Trời ơi, gần cả ngàn đứa. Một khóa này đâu rồi, một khóa này là 1.300 đó, mà hết 800 900 đứa, nó 950 đứa, coi như 1.000 đứa gì nữa, 1.000 đứa là tốt nghiệp loại loại giỏi và xuất sắc. Trời ơi, dễ sợ thật. Đại học Ngoại thương Hà Nội ha. Đại diện cho các tân cử nhân, bạn Trần Thị Thu Hiền, chuyên ngành kinh tế đối ngoại. Kinh tế đối ngoại hình như là cái ngành hot nhất ở ngoại thương đúng không, với điểm GPA là 3.99. Trời ơi, gần như tuyệt đối các bạn. Học cái gì mà GPA 3.99 trên 4. Khủng khiếp. Có lẽ là một khóa sinh viên tương đối đặc biệt.
K58 là một khóa sinh viên tương đối đặc biệt bởi vì quá trình học tập ở trường đã ảnh hưởng không nhỏ do đại dịch Covid-19. Đúng rồi, tốt nghiệp năm 2023, tức là vào học năm 2019. Vậy là cái khóa này là coi như là hết hơn nửa khóa là học học online các bạn. Trời ơi. Bắt đầu là thấy thấy được cái lý do tại sao mà loại giỏi với xuất sắc rồi đó. Trời ơi, sinh viên có ít cơ hội được tương tác trực tiếp với thầy cô bạn bè. Những tiết học trực tuyến đầu tiên thực sự đáng nhớ. Đó không chỉ là những kiến thức, kỹ năng mềm quý giá mà còn là tinh thần luôn đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, thay đổi để thích ứng tốt nhất trước mọi khó khăn. Rồi, đây cũng là khóa đầu tiên nhà trường áp dụng hệ thống quản lý giảng dạy và học tập mới là EduShop và FTU Gate đã giúp sinh viên nhà trường đăng ký học tập hiệu quả hơn và sinh viên theo dõi được chương trình đào tạo, tiến độ học tập, kết quả học tập, từ đó lập kế hoạch xây dựng lộ trình để góp phần rút ngắn thời gian đào tạo. Như vậy là nhờ Covid mà đã có số lượng sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và loại xuất sắc tăng đột biến các bạn. Không, câu chuyện nó chưa kết thúc ở đây mọi người. Đó là Đại học Ngoại thương. Sau đấy, mình thấy thêm một cái bài báo khác ở trên báo Tuổi Trẻ. Đó là gần 99% sinh viên của một trường đại học tốt nghiệp loại khá và giỏi. Trong hai đợt xét tốt nghiệp gần đây, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại khá giỏi trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đều trên 98% các bạn. Có ngành trên 99%, ghê chưa? Đó. Rồi, trong số 479 sinh viên tốt nghiệp đại học hệ đại trà đợt này chỉ có 6 sinh viên tốt nghiệp loại trung bình. Chỉ có 6 người trung bình chiếm 1,25%, thấp quá ha. Tốt nghiệp khá giỏi và xuất sắc là đến 98,75%. Trong đó là 171 sinh viên là loại giỏi, chiếm 40,8%. U cha, trong đó ngành kế toán thì có 22 trên 34 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, chiếm 64%. Như vậy là 41% là loại giỏi. Đại học ngoại thương thì có tới 80% là giỏi và xuất sắc. Thì Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Là có đến trên 40% là loại giỏi và xuất sắc. Đấy, cũng vậy luôn, cũng tương tự luôn. Tỷ lệ rất là cao. Mình thấy bây giờ sao mà tốt nghiệp điểm cao có mọi người bằng giỏi quá trời luôn. Ai cũng bằng giỏi, mà không phải chỉ có những cái trường top đầu đâu. Những cái trường nhỏ cũng vậy luôn, bằng giỏi không. Ra trường giờ đi làm ai cũng bằng giỏi hết. Để xem họ có đề cập đến nguyên nhân không, có nói do Covid nữa không. Không chỉ trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp khá giỏi ở nhiều trường đại học khác cũng rất cao. Trong đợt tốt nghiệp tháng 1 2023, trong số 2079 sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ có 24 2000 người mà chỉ có 24 người là tốt nghiệp loại trung bình. Đó, 98 99% là tốt nghiệp loại khá giỏi và xuất sắc. Đấy, cũng nhiều luôn. Đó là Đại học Ngân hàng 41% loại giỏi, Đại học Ngoại thương là 80%. Tiếp tục một đại học khác đó là Đại học Luật, một bài báo trên báo Dân Trí, đó là 96% cũng khá giỏi và xuất sắc. Tốt nghiệp khóa 42 ngành quản trị luật của Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh có 1290 sinh viên. Để xem có bao nhiêu loại giỏi nào. 202 là sinh viên loại giỏi. Ok. Và 288 sinh viên là thủ khoa ngành, danh hiệu sinh viên xuất sắc. Đấy. Rồi, thì mình thấy khi mà mình thấy ba cái bài báo này, Đại học Luật cũng toàn giỏi và khá giỏi. Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh cũng 98% là khá giỏi mà 41% là loại giỏi, và tới ghê nhất là Đại học Ngoại thương 80% là bằng giỏi, thì phải nói là khủng khiếp. Bây giờ ra trường mà cầm bằng giỏi dạy rồi không biết là xin việc chắc bây giờ chắc mình nghĩ chắc khó, cạnh tranh khó. Mà những cái bạn mà thế hệ cũ á, tức là cái 9x á, tầm 95 97 bây giờ đi xin việc có khi là không cạnh tranh lại nổi với 2K 2K1.
Mình nghĩ vậy, nếu mà bây giờ mà bằng giỏi mà nhiều như thế này á, thì chắc là sẽ rất là khó cạnh tranh. Thì khi mà mình đọc cái bài này xong thì cũng đúng lúc á, mình đọc được một cái bài khác ở trên tờ Economist. Đó là bài này, đó là cái các bạn có thể ở trên màn hình đúng không? Cái tiêu đề đó là What's your degree really worth it? Là cái tấm bằng của các bạn á nó có đáng không? Nó có đáng giá như là các bạn nghĩ hay không? Công nhận hay ha, vừa thấy cái bài lạm phát điểm tốt nghiệp đại học ở Việt Nam thì thấy được cái bài này trên tờ Economist, như đã nói, như đã đề cập thì đây là một trong những tờ báo gọi là uy tín nhất ở trên thế giới, thì họ đề cập đến cái chuyện mà liệu là ở thời điểm này đầu tư cho việc học đại học trong suốt 3-4 năm á, thì liệu là nó có tương xứng với cái nỗ lực và cái chi phí bỏ ra hay không. Đó, thì đọc được bài này. Bây giờ chúng ta cũng tự xem ha, xem thử cái bài này nó làm sao. Đây là hiện nay những cái lợi ích nhỏ nhoi của những lợi ích về mặt tài chính á, của các khóa học đại học á, thì hiện nay nó đã bị sụt giảm đi rất là nhiều. Thì cái bài báo này á, nó đặt ra một cái cách tiếp cận, đó là nếu như mình hiện nay những người trẻ, nói chung là mọi người đi thôi, được rồi, nó cứ nói chung mọi người trong xã hội á, bỏ thời gian và tiền bạc để học đại học, thì đổi lại á, cái điều mà họ nhận được sau 4 năm đại học á, 3 4 năm đại học á, nó có tương xứng với cái chi phí mà họ bỏ ra hay không. Chi phí ở đây á, nó sẽ bao gồm hai loại chi phí các bạn. Chi phí đầu tiên á, là cái tiền học phí. Đúng không? Sẽ có những trường chúng ta hay gọi là trường công đúng chưa, thì học phí nó sẽ rẻ hơn một chút xíu, hoặc là những cái trường tư. Những trường tư ngày xưa còn có hình thức bán công nữa chứ, nhưng bây giờ chỉ có phân ra trường công và trường tư thôi. Đấy, thì trường tư thì chắc chắn là học phí nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Thì chi phí đầu tiên chính là cái học phí đó. Và chi phí thứ hai là chi phí cơ hội. Chi phí cơ hội tức là gì? Là thay vì á, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông quyết định là đi làm. Đi làm thì các bạn sẽ không tốn học phí đúng chưa? Đó, và các bạn còn có tiền lương nữa, có tích lũy vốn để dành. Thì cái người mà học 4 năm đó xong có tấm bằng đại học, thì một cái người khác thay vì đi đi học đại học, họ quyết định đi xuất khẩu lao động chẳng hạn, hoặc là đi làm một cái ngành nghề, học nghề, làm nghề khác, ví dụ như là học sửa chữa ô tô, sửa chữa xe máy, hay là buôn bán cà phê, trà sữa, đấy, khởi nghiệp một cái gì đấy, buôn bán, kinh doanh, bán hàng online, livestream bán hàng đó, kiểu như thế. Thì sau 4 năm đó họ không có tấm bằng đại học, nhưng mà đổi lại á, họ sẽ có một cái tích lũy về kinh nghiệm làm việc và tích lũy về vốn đó. Thì nếu như một người quyết định học đại học thì tức là đã từ bỏ cái cơ hội để có cái tích lũy kinh nghiệm làm việc và tích lũy về vốn đó. Nếu mà mình cũng có một người bạn thay vì học đại học á, thì đó là quyết định đi làm, thì đến nói là bạn nhưng mà nhỏ tuổi hơn mình rất là nhiều, thì cái bạn đấy á, đến bây giờ là đi làm được 3 năm rồi. Bạn đó hình như là sinh sinh năm mấy mình quên rồi ta, đi làm được 3 năm rồi. Thì 3 năm vừa rồi á, bạn đã tích lũy được cái số tiền là khoảng 300 triệu các bạn, tốt nghiệp trung học phổ thông xong không học đại học đó, thì đến bây giờ để dành được cái khoản là 300 triệu. Thì đấy, thì cái lúc nãy mình đề cập đến cái chi phí học phí á, thì chúng ta có một cái khoản chi phí thứ hai, đó là chi phí cơ hội, chúng ta hay gọi là chi phí cơ hội, là opportunity cost, chi phí cơ hội. Có nghĩa là thay vì chúng ta làm việc này, chúng ta làm một cái việc khác, thì chúng ta sẽ đánh mất những cái điều mà chúng ta nhận được khi chúng ta không làm cái việc mà chúng ta đã quyết định là chúng ta không chọn á. Đấy, thì gọi là chi phí cơ hội. Thì thông thường trong trong tài chính nói chung, để tính toán chi phí thì chúng ta phải tính toán thêm chi phí cơ hội nữa. Nghĩa là nếu như các bạn tính toán cái chi phí học đại học của các bạn
thì bên cạnh cái học phí, bên cạnh cái chi phí ăn ở thì sẽ phải cộng thêm cái chi phí những thứ mà chúng ta bỏ lỡ các bạn. Ví dụ như tốt nghiệp cấp 3 xong, nói đơn giản nhất, chạy vô nhà máy của Honda ở Bắc Giang hay là nhà máy của Samsung đi làm công nhân, hay là công nhân giày da may mặc gì đấy, một tháng 9 triệu ví dụ như vậy ha, một tháng 9 triệu đó, một tháng 9 triệu, ăn ở nhà bố mẹ không tốn kém lắm đó, xăng xe đồ đi lại một tháng để dành được 4 triệu thôi, không cần nhiều, làm 9 triệu mà ở mình mà tháng để dành được 4 triệu mà không có phải thuê nhà không gì hết đi, tháng để dành được 4 triệu thì cũng cũng khá, cũng được, tạm gọi là cũng được đi. Thì một tháng mà để được 4 triệu thì 12 tháng sẽ để được 48 triệu đó, làm tròn là 45 đi, giảm xuống là 45 triệu thôi, một năm là để được 45 triệu thì 4 năm sẽ là để được 180 triệu, đúng chưa? Đấy, thế thì là bây giờ cái kế hoạch đẹp của mình là bây giờ không học đại học, tốt nghiệp cấp 3 xong đi làm liền sau 4 năm. Đó, vẫn là một người đi làm công nhân, có thể là tiền lương cũng tăng rồi chứ, mà còn được tích lũy số năm trong cái bảo hiểm xã hội ấy, mọi người, đó là tích lũy được 4 năm bảo hiểm xã hội đấy, cũng cũng nhiều phết đấy, đó là còn được một cái tích lũy khác nữa nha, là cái bảo hiểm xã hội nữa, cái đó cũng quý phết đấy, thời điểm này rất là quý, nó ảnh hưởng đến chuyện hưu trí của chúng ta sau này đó. Thì thôi tạm bỏ qua cái chuyện bảo hiểm xã hội, thì chỉ nói là riêng cái chuyện đi làm công nhân ở nhà bố mẹ nhá, chứ còn lên thành phố đi làm xa nhà xa quê thì có thể là chi phí nhiều hơn, thì cũng không chắc là để dành được nhiều như thế, nhưng mà cứ cho là một tháng để dành 4 triệu thì đấy, 4 năm đó để dành được 180 triệu đó, thì mình thấy con số đó cũng khá hợp lý. Như cái đứa em mình lúc nãy mình đề cập đó, nó để dành được 300 triệu cơ đó, thì thấy cũng hợp lý. Hay là những cái anh em họ hàng khác của mình, những người đi xuất khẩu lao động, họ cũng để dành được cái khoản cỡ cỡ đấy, tức là khoảng 300 400 triệu đó, thay vì việc học đại học, cao đẳng trong nước, quyết định đi xuất khẩu lao động trong vòng khoảng 3 năm cũng để dành được cái khoản cỡ cỡ đấy. Đấy thì đấy chính là cái chi phí cơ hội của việc học đại học. Thế thì nếu mà bây giờ tính chi phí của việc học đại học sẽ phải là tính học phí 4 năm, tính tiền ăn ở của 4 năm đó, các cái chi phí khác, quà cáp thầy cô, tiệc tùng đàn đúm cà phê cà pháo gì đấy, cộng dồn lại hết đó, rồi cộng thêm cái thứ mà chúng ta bỏ lỡ 180 triệu khi đi làm công nhân nữa đấy, lúc đó mới ra chi phí các bạn. Thì cái bài này, cái cách tiếp cận của họ là nói về cái việc là nếu như bây giờ cái chi phí của việc học đại học á, gồm hai khoản, khoản tiền học đó và cái khoản chi phí cơ hội đó, thì liệu là công việc mà chúng ta nhận được khi ra trường á, với một cái mức lương nào đó, nó có đủ bù cho cái khoản chi phí của chúng ta trong 4 năm đó hay không, để xem xét cái việc là trả lời câu hỏi ban đầu, đó là cái degree, cái tấm bằng đại học á, nó có xứng đáng hay không, nó có worth hay không. Đấy thì đó là cái câu vấn đề của bài báo này đặt ra. Chúng ta hãy xem coi họ phân tích sao ha. Đại học có đáng giá, có tương xứng để chúng ta học hay không? Câu hỏi này dường như có vẻ là hơi ngớ ngẩn. Trong nhiều thập kỷ gần đây thì người trẻ ở các cái nước, các quốc gia giàu có đều đổ xô đi học đại học. Không phải chỉ riêng các nước giàu các bạn, ở Việt Nam bây giờ cũng phổ cập đại học. Giờ không có tấm bằng đại học mới lạ, chứ còn có thì lại bình thường khóa đúng không? Nói chung là ngày ngày xưa là nó khó ở chỗ là thi tự luận. Sau này là thi trắc nghiệm á, là nó đã có một cái gì đấy cảm giác thôi, là nó dễ hơn một tí đúng không? Không, nói như vậy thì nó cũng không không chuẩn lắm, nói vậy thì có vẻ là coi thường thế hệ sau thì không đúng, nhưng mà chúng ta có thể nhìn vào cái mặt bằng điểm để chúng ta đánh giá, thì các bạn cũng có thể thấy là từ cái hồi mà Việt Nam á, chuyển qua thi trung học phổ thông quốc gia mà chuyển qua thi trắc nghiệm á, thì rõ ràng là cái mặt bằng điểm á, nó đã cao hơn so với trước đây khá là nhiều, cũng như là điểm đầu vào của các cái đại học top đầu á thì càng ngày càng tăng đúng không? Đó, ngày xưa mà thi đại học mà tầm khoảng 24 điểm thôi là mình thấy là rất là thuộc nhóm gọi là pro á, nhóm ưu tú đó trong trong xã hội á, 24 điểm tức là mỗi môn 8 điểm đó là thuộc nhóm ưu tú. Nhưng mà bây giờ mà kêu là 24 điểm là rất là khó để vào trường top. Chứ đừng nói là vào ngành top của trường top đúng không?
Đấy thì chứng tỏ là nó có cái xu hướng là lạm phát điểm trong cái chuyện đầu vào đại học, có chứ không phải không. Và nó cũng là cái việc đó là mọi người bây giờ có xu hướng là học đại học nhiều hơn so với ngày xưa. Thời của bố mẹ chúng ta, những người mà sinh ở thế hệ 5X, 6X, 7X ấy, học đại học là một cái gì đó rất là hoành tráng. Ví dụ như mình lúc nào cũng tự hào là bố mẹ mình á, coi như là cả hai người cũng cử nhân các bạn, cũng đại học. Bởi vì là không nhiều những cái người thuộc cái thế hệ đó 6X và 7X sở hữu một cái tấm bằng sau tú tài, tức là sau trung học phổ thông á. Đó, những người học tiếp về cao đẳng đại học á, thường rất là ít. Đó, họ sẽ đi làm bên ngoài kinh doanh hay là làm công nhân đó, hay là nói chung là làm công việc tự do rồi bên ngoài, thậm chí là những cái người mà làm hành chính, làm trong hành chính công rồi cũng vậy nữa. Nhiều khi là bằng họ cũng không không tốt nghiệp chính quy đâu, họ cũng đi làm rồi sau đó họ mới đi học tại chức đó để bổ sung cái bằng sau. Đấy, kiểu như vậy. Cho nên ở thế hệ trước việc học đại học là một cái gì nó kiểu nó khó khăn, nó xa xỉ. Thì ở cái thế hệ của chúng ta sau này, những bắt đầu là nhận cuối 8X đầu 9X rồi, đặc biệt là 2K bây giờ, thì đúng là bùng nổ đại học. Và quan trọng nhất đó là bên cạnh cái chuyện mà chuyển đổi cái hình thức thi, nó còn là cái chuyện có nhiều cái phương án tuyển sinh hả, đúng không, có nhiều cách xét tuyển, hình thức xét tuyển, hình thức tuyển sinh. Có bây giờ chỉ cần nhiều khi các bạn chỉ cần học tiếng Anh cho giỏi thôi, có điểm IELTS, có điểm TOEFL thôi là đã được tuyển thẳng rồi. Đấy, nó tới cái mức đó nữa cơ. Chỉ cần học mỗi biết tiếng Anh là đã được tuyển thẳng, nghe nó rất là buồn cười đúng không. Đó thì rõ ràng là cái việc mà thay đổi cái hình thức tuyển sinh nó cũng là cái nó khiến cho cái việc vào đại học bây giờ dường như là nó dễ dàng, nó thuận lợi ngày xưa rất là nhiều. Đó, cho nên là cái bài viết ở đây họ viết là ở các nước giàu đổ xô đi học đại học, nhưng mà không phải, Việt Nam thì không gọi là nước giàu đúng không, nhưng mà Việt Nam cũng đang đổ xô đi học đại học. Các chính phủ đã chào mời cái việc học đại học là một cái nguồn lợi ích để tạo ra sự chuyển dịch cho xã hội cũng như là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên khi mà học phí ngày càng tăng lên và thu nhập tiền lương của sinh viên tốt nghiệp á thì có xu hướng là đình trệ, thì sự vỡ mộng đang ngày càng tăng. Một cuộc thăm dò của tờ Wall Street Journal công bố vào ngày 31 tháng 3 năm 2023 vừa rồi, tức là một tuần trước á, cho thấy rằng có một cái cuộc khủng hoảng niềm tin và đang trở nên tồi tệ hơn đối với người Mỹ. Trong đó, trong cái cuộc khảo sát này thì 56% người Mỹ hiện nay tin rằng bằng cấp không còn xứng đáng với cái thời gian và tiền bạc bỏ ra cho nó. 56% nha. Wall Street Journal cũng cơ bản là một tờ báo lớn ở Mỹ. Nói là lớn ở Mỹ thì chắc nó cũng kiểu như là báo báo tuổi trẻ, báo thanh niên ở Việt Nam đấy các bạn. Ý mình là vậy đó, chứ không phải là lớn như cái kiểu của Economist hay là của Financial Times đâu nha. Cái lớn của Wall Street Journal á, nó sẽ là cái kiểu của tuổi trẻ, của Sài Gòn Giải Phóng đồ đó. Rồi, như vậy là theo cái cuộc khảo sát này thì hơn một nửa người Mỹ là tin rằng bằng cấp không xứng đáng với nỗ lực, thời gian, tiền bạc. Đối với một sinh viên đại học bình thường ở cái mức trung bình á thì điều này có vẻ là không không đúng lắm với trong thực tế, tức là họ đang phản biện lại cái kết quả khảo sát, thì dường như là nói là bằng cấp á không có xứng đáng để học nữa thì dường như là không đúng. Bởi vì đối với một sinh viên trung bình thì ở hầu hết các nơi, đối với hầu hết người học thì cái lợi ích về mặt tài chính từ giáo dục đại học vẫn rất lớn. Đó, lợi ích về mặt tài chính nha các bạn. Tuy nhiên, việc lấy bằng đã mang lại nhiều cái rủi ro hơn. Phần thưởng đối với những cái người học tập tốt ở đại học á thì đang tăng lên, có nghĩa là những cái người mà học giỏi bằng đại học thì vẫn có thể nhận được một cái thu nhập tốt, nhưng có một cái tỷ lệ cao đáng lo ngại, đó là sinh viên thấy cái kết quả học tập của họ đang có tác động là tiêu cực. Các cái bộ dữ liệu mới gần đây, chẳng hạn như là hồ sơ thuế, đã làm sáng tỏ cho cái sự phân tán thông tin của hai cái nhóm này, tức là nhóm sinh viên mà học tập xuất sắc á và cái nhóm học không tốt lắm á. Người ta theo dõi cái số tiền
mà người sinh viên đã bỏ ra để tham gia các cái khóa đào tạo nào đó cụ thể tại một cái trường đại học, một cái trung tâm, một cái tổ chức cụ thể nào đó, và sau đó là cái số tiền mà họ kiếm được trong cuộc sống sau khi tốt nghiệp. Với thời gian thì chi tiết đó, các cái thông tin đó nó sẽ giúp cho sinh viên tránh được những cái kết quả tồi tệ nhất và biết được cái lựa chọn ngành học và trường học nào sẽ là tốt nhất. Lựa chọn ngành học cũng như là tốt nghiệp đúng thời điểm sẽ là quan trọng nhất, còn lựa chọn trường học sẽ ít quan trọng hơn. Đó. Nó cũng hữu ích đối với các cái chính phủ muốn giảm cái tình trạng là giá trị của bằng cấp á, là ngày càng thấp. Cái đoạn này mình thấy bài báo nó phân tích khá là hay nha mọi người. Họ có một cái câu lập luận như thế này, đó là cái việc chọn ngành học, đó đây nè, việc chọn ngành học và thời điểm tốt nghiệp, timely graduation matter hugely. Đó là ngành học và thời điểm tốt nghiệp nó sẽ đóng vai trò quan trọng đối với cái thu nhập tương lai, đối với cái tương lai nghề nghiệp của người sinh viên. Còn học ở trường nào thì ít quan trọng hơn. Điều này rất đúng. Nếu các bạn còn nhớ, hoặc là nếu các bạn biết rồi, thì cái giai đoạn tầm khoảng năm 2005, 2010, đó, cái ngành rất là hot là ngành gì? Là ngành ngân hàng, đúng không? Lúc nào cũng, ai cũng muốn cho con được học ngân hàng, bởi vì ra làm ngân hàng á, lương rất là cao. Hồi đấy mà nghe lương làm ngân hàng mà kêu làm được 90 triệu hay là mười mấy triệu á, là khủng khiếp lắm. So với mặt bằng thu nhập xã hội thời điểm đó là lương như vậy là gọi là khá rồi đó, thuộc mức cao rồi. Cho nên là rất nhiều người đổ xô học các cái ngành liên quan đến ngân hàng, liên quan đến kế toán, liên quan đến kinh tế. Đấy, nhưng mà đến cái giai đoạn tầm khoảng 2015, 2017 về đây thì bắt đầu là các cái công việc ngành ngân hàng nó trở nên bão hòa. Thu nhập của ngành ngân hàng á, bây giờ thì cũng không hẳn nhân viên bình thường thôi nha, chứ đương nhiên là làm trưởng phòng, làm trưởng phòng giao dịch, rồi làm phó giám đốc chi nhánh này kia đó, thì đương nhiên là thu nhập vẫn cao, các bạn vẫn thu nhập vẫn vẫn thuộc hàng là trên 2-3 ngàn, thậm chí là trên 9 con số đó, thì đấy là thu nhập vẫn rất cao nếu mà làm lãnh đạo ngân hàng. Chứ còn làm nhân viên văn phòng, nhân viên kể cả back office hay là nhân viên giao dịch viên này kia, thì thực ra thì thu nhập cũng cũng không phải là thuộc nhóm cao như ngày xưa nữa. Đấy, thì nó có thời vào cái thập niên trước, thập niên 2000 thì ngân hàng là hot, nhưng mà bây giờ 2020, thập niên 2020 thì ngân hàng ai cũng làm được. Nếu có thể làm ngân hàng thì cơ bản là ai cũng làm được. Nhất là làm cái gì, làm tín dụng, hàng tín dụng cá nhân á, ai cũng làm được. Dù các bạn có học ngành gì, học ngành địa chất, học ngành hải dương học, học ngành vật lý, học ngành khoa học vật liệu, học ngành quan hệ quốc tế, học ngành lịch sử, học ngành xã hội học, vân vân, bất cứ ngành gì, các bạn đều có thể nộp đơn để xin việc ở ngân hàng và làm ngân hàng được, làm nhân viên tín dụng hay là làm nhân viên bán bảo hiểm được. Đấy, bây giờ nó đã rất là khác so với hồi xưa. Thì công việc giờ nó là một công việc phổ thông, nó không hot như ngày xưa nữa, tức là nó có cái tính thời điểm đấy các bạn. Đấy, rồi bây giờ cái gì là hot? Đó là ngành công nghệ thông tin, đúng chưa? Các cái ngành liên quan đến marketing, liên quan đến social, liên quan đến đến gọi là gì, social marketing hả, rồi digital marketing, rồi các ngành liên quan đến công nghệ thông tin, đúng không, liên quan đến code, liên quan đến lập trình, hay là một cái ngành mà bây giờ cũng đang hot, đó là các ngành liên quan đến phân tích dữ liệu, data analyst này kia. Đấy, thì cái xu hướng ở thời điểm này là như vậy, là vì những cái nghề nghiệp đó hiện nay thu nhập đang rất là cao, đang thuộc top đầu của thị trường lao động. Đó là vì cái cung lao động ở những cái nghề ở những cái nghề đó đó hiện nay nó đang thấp, trong khi cái cầu thì rất là lớn. Các công ty đa quốc gia, các công ty hiện nay họ đang có xu hướng chuyển đổi số, họ đang có xu hướng mà phát triển marketing đa nền tảng.
thậm chí là kinh doanh đa quốc gia và trên nhiều thị trường, thì họ sẽ cần những cái người có kinh nghiệm về xử lý dữ liệu, có kinh nghiệm về xử lý marketing đa nền tảng, đúng không? Vì marketing đa nền tảng cho nên là hiện nay là TikTok rồi các cái mạng xã hội và video ngắn này kia đó, nó mới bùng nổ như bây giờ đó, các sàn thương mại điện tử nó mới bùng nổ như bây giờ, thì họ sẽ phải cần những cái người có hiểu biết về chuyện đó, hiểu biết về data, hiểu biết về trí tuệ nhân tạo, đúng chưa, hiểu biết về machine learning này nọ đó, để xử lý được các cái công việc trong thời điểm hiện nay. Thì hiện nay là cầu á, nó lớn hơn cung rất là nhiều về mặt lao động, thì dẫn tới là cầu lớn hơn cung thì đương nhiên là giá cả lao động với chi phí labor cost nó sẽ cao đó, tiền lương cho những cái người làm ở những lĩnh vực đó sẽ rất là cao. Cho nên là bây giờ bắt đầu là các trường đại học nó đổ xô, nó mở những cái ngành đó các bạn, mở rất là nhiều ngành liên quan đến marketing, liên quan đến digital marketing đó, liên quan đến data analyst đó, liên quan đến lập trình phục vụ cho chuyện marketing, cho kinh doanh đấy. Thì cái xu hướng là bây giờ là như thế. À, nhưng mà nó cũng tương tự như ngành ngân hàng. Đó có thể là cái câu chuyện của 5 năm, có nghĩa là từ từ 2020 cho đến 2025. Có thể là sau 2025, 2025 2030, câu chuyện nó sẽ lại lại rất là khác nữa. Đấy, kiểu như thế. Cho nên là ở đây cái lập luận của tác giả bài báo này mình thấy rất là hay, đó là cái việc chọn ngành và thời điểm tốt nghiệp. Đó, timing á nó sẽ là yếu tố then chốt. Chọn đúng ngành nghề mà đang có nhu cầu thị trường và cái thời điểm nó phù hợp đó thì nó sẽ là tốt nhất. Còn học trường nào á, thì thực tế là không quan trọng, bởi đúng là đối với cái nhà tuyển dụng á, họ không quan tâm nhiều lắm về trường đâu các bạn. Chưa chắc là một cái bạn mà học một cái trường top á đã có lợi thế khi tuyển dụng hơn so với một cái bạn học trường bình thường hơn đâu. Đó, kiểu như ví dụ như ở thành phố Hồ Chí Minh, những cái trường top đầu sẽ là gì? Ở Đại học Ngoại thương cơ sở 2, đúng không? Đại học Ngoại thương nè, rồi Đại học Kinh tế Luật nè cũng được được nè, rồi Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh UEH, đúng chưa? Nó sẽ là những cái trường top đầu về khối kinh tế ngân hàng. Nhưng mà chưa chắc là những cái bạn học những cái trường đó đã được chuộng khi mà tuyển dụng á hơn so với những cái bạn học trường khác, ví dụ như học Đại học Công nghiệp, học Sư phạm Kỹ thuật, học Đại học Tài chính Marketing. Đó, học UEF là gì, Đại học Kinh tế Tài chính à, ở đấy, hay là học Hutech chẳng hạn. Đó, chưa chắc nha. Đại học Tôn Đức Thắng, đúng rồi, Tôn Đức Thắng, Đại học Nguyễn Tất Thành, tức là những cái đại học mà tạm gọi là đại học ở nhóm B ngôi sao hạng B đó. Đấy, chưa chắc là học một trường top đầu đã có lợi thế khi xin việc hơn so với trường top sau đâu, cái đó là không chắc. Bởi vì là như từ thời mình người ta đã nói rồi, người ta muốn tuyển một cái đứa dốt vô, bởi vì cái đứa giỏi á, cái nói dùng không phải là người ta muốn tuyển một đứa dốt, nói vậy không chuẩn, nhưng người ta ngại tuyển một cái bạn mà giỏi quá vào, vì cái điều mà bạn giỏi á, không biết hay không biết nhất đó là biết điều. Thường là những cái bạn giỏi á, sẽ có cá tính nó hơi mạnh, đôi khi là hơi hơi tự cao đó, rồi đôi khi là khả năng lắng nghe á, tôn trọng gọi là senior rồi tôn trọng sếp á, nó sẽ thấp hơn, kiểu như thế. Thì một cái bạn mà năng lực thấp hơn một tí thì có thể sẽ là cái người mà có thái độ làm việc á, tích cực hơn, nghe lời hơn, dễ dạy bảo hơn đấy, kiểu như thế. Đấy, thì chưa chắc nha, chưa chắc là học một cái trường top đầu đã có cái lợi thế trong thị trường lao động hơn so với những cái bạn mà chịu khó hơn, biết lắng nghe hơn, nhưng mà học ở một cái trường mà top sau hơn một chút xíu. Đấy, cho nên là cái việc đúng là như bài báo này phân tích, chọn ngành, chọn thời điểm thì nó quan trọng hơn, nhìn trước được cái thời điểm nó quan trọng hơn là học trường nào rất là nhiều. Đó, tiếp tục. Sự bùng nổ về thu nhập của sinh viên tốt nghiệp đã bắt đầu từ những năm 1980 ở các nước giàu. Vào thời điểm đó, sự khác biệt về tiền lương của những người có bằng cử nhân và những người không có bằng cử nhân, thì sự khác biệt đó thường được gọi là College Way Premium, tức là lợi thế tiền lương nhờ vào việc học đại học. Đấy, thì thời đó nó họ gọi là vậy, College Way Premium. Thì cái bùng nổ về tiền lương cho những người học đại học bắt đầu ở các quốc gia phương Tây vào những năm 1980. Có nghĩa là từ những cái năm đó là những cái ai mà có bằng đại học á, là lương cao vượt bậc so với những người chỉ tốt nghiệp trung học rồi đi làm. Vào những năm 1970, một người Mỹ có trình độ đại học sẽ kiếm được trung bình nhiều hơn là 35% so với một người chỉ tốt nghiệp trung học.
Nhưng mà đến năm 1900, đến năm 2021, tức là 50 năm sau á, thì cái lợi thế đó đã lên tới 66%. Như vậy là con số thống kê chỉ ra rằng 50 năm trước, cái người có bằng thì thu nhập chỉ cao hơn người không có bằng đại học 35%, thì đến năm nay, năm 2021, chênh lệch nó đã tăng lên gần gấp đôi, lên 66%. Như vậy là bằng đại học vẫn có giá trị nha. Nhưng mà để xem tiếp họ nó sẽ phân tích làm sao. Gần đây cái wage premium, tức là cái phần lợi thế chênh lệch tiền lương á, sinh ra do cái chuyện học đại học á, ở nhiều quốc gia đã có xu hướng là đình trệ, không có tăng nữa và thậm chí là bắt đầu giảm. Ở những nơi có những cái quốc gia mà dường như là họ đang bày ra cái chuyện là thu tiền sinh viên để cấp bằng, thì ở các cái quốc gia đó là học phí nó đã tăng lên rất là nhiều, mà chúng ta có thể thấy ở trong cái đồ thị ở trên hình, cái hình màu xanh xanh nhỏ nhỏ này nè, đó là the price of everything á. Đây đây là cái chi phí một năm học hàng năm á của sinh viên ở các quốc gia cho cái bằng cử nhân ở trong các trường public, tức là trường trường công á, các quốc gia lựa chọn đơn vị tính là 1.000 đô la. Rồi ở đây họ đề cập đến 9 quốc gia khác nhau, bao gồm Anh, Mỹ, Ireland, có Nhật Bản, Úc, Nam Hàn và Tây Ban Nha và Pháp. Rồi trong đó thì học phí ở Anh đã tăng vọt vào cuối những năm 1990 lên tới 9.250 bảng Anh, tức là đến nay là khoảng trung bình là khoảng 11.000 đô la học phí mỗi năm, là mức cao nhất trong thế giới giàu có. Cái này thì đúng, học phí hiện nay ở Anh là đang cao cao nhất thế giới. Theo Jason Aben và Richard Dent ở Cục Dự trữ Liên bang New York, thì ở Mỹ hiện nay thì cái chi phí mà một sinh viên để có bằng cử nhân phải bỏ ra trung bình mỗi năm thì đã tăng từ cái mức là 2.300 đô la trong những năm 1970 lên tới khoảng 8.000 đô la vào năm 2018, tức là tăng hơn 3 lần. Trong khoảng 50 năm qua, học phí đã tăng lên hơn 3 lần. Mà theo 3 lần ở đây, họ có nhấn mạnh như các bạn, 3 lần ở đây là theo giá trị thực in real term, tức là đã bỏ qua lạm phát rồi đó các bạn. Mà các bạn tưởng tượng là từ năm 1970 bây giờ lạm phát là bao nhiêu? Mình nghĩ là lạm phát từ năm 1970 đến bây giờ có lẽ là hơn gấp đôi rồi đó các bạn. Có nghĩa là một đồng, một đô la vào năm 1970 thì bây giờ nó đã phải có giá là hơn 2 đô la rồi. Đó thì họ đã trừ lạm phát rồi nha. Chứ còn chúng ta không nói cái chuyện là học phí là cứ năm sau đắt hơn năm trước, giống như cái tô phở chúng ta ăn á, là cứ mỗi cái Tết á, cứ mỗi sau mỗi cái dịp Tết là cái giá của tô phở nó lại tăng lên. Thì cái chúng ta bỏ qua cái chuyện là tăng giá lạm phát đó, chỉ tính chiết khấu cho lạm phát rồi theo giá trị thực, mà giá trị thực nó vẫn còn tăng 3 lần. Chứ còn nếu mà tính thêm cái tăng do lạm phát nữa thì có nghĩa là học phí nó tăng khoảng 6 7 lần rồi. Đó cho nên 3 lần ở đây là con số rất là lớn ha. Rồi, sinh viên tại các trường đại học công thì thường trả ít học phí hơn so với các trường tư rất là nhiều. Và các trường tư thì học phí thường rất là cao. Thì hiện nay là ở Việt Nam á, đang có xu hướng là tự chủ đại học đúng không? Cho nên là cũng chẳng cần biết là đại học công hay đại học tư gì hết. Những cái đại học kiểu như bây giờ đại học kinh tế quốc dân nè, coi như đại học công gì nữa cũng đại học lớn, hay là đại học ngoại thương, đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, đại học ngân hàng, thậm chí là đại học quốc gia cũng vậy nữa. Giờ họ cũng đang tự chủ tài chính rồi. Rồi những trường như đại học y nữa là cũng khỏi nói luôn, cũng tự chủ tài chính, thì học phí bây giờ rất là cao các bạn, tăng rất là khủng khiếp. Mình nghĩ là học phí bây giờ phải khoảng gấp 3 cho đến gấp 4 lần ngày xưa mình học các bạn. Nói chung là bây giờ là rất là mắc, lạm phát về học phí thật. Rồi. Vậy mà tấm bằng, tức là hiện nay thì tấm bằng á, về mặt trung bình mà nói thì vẫn có giá trị. Vào năm 2019, ông Aben và ông Dent đã ước tính sơ bộ cái lợi ích về mặt tài chính hàng năm, lợi nhuận, họ tính cái lợi nhuận hàng năm đối với số tiền mà một người Mỹ đầu tư cho cái việc học đại học để có tấm bằng cử nhân á. Như lúc nãy mình đề cập đến các bạn ha, là
chúng ta sẽ đầu tư hai khoản. Khoản thứ nhất là học phí cho 4 năm đó, và khoản thứ hai chính là cái chi phí cơ hội, opportunity cost, chính là cái điều mà thay vì các bạn quyết định đi học, các bạn quyết định đi làm, các bạn nhận được cái tiền lương, tiền để dành đó, savings cho mấy cái năm, 4 cái năm mà các bạn đi làm đó, thì cộng hai cái chi phí đó lại, học phí và chi phí cơ hội ha, ra được một cục tiền. Thì họ mới xem là cái sinh viên đó khi mà tốt nghiệp đi làm lương bao nhiêu. Đó, coi như là cái hai cái chi phí đó cộng lại thì ra cái tiền vốn, tiền đầu tư đúng chưa? Capital đó, tiền vốn. Rồi investment tiền vốn. Tiền lương chính là tiền lời. Bắt đầu là lãnh tiền lời mỗi tháng sau khi tốt nghiệp. Thì họ xem là tiền lời sau khi tốt nghiệp đại học á nó sẽ là bao nhiêu phần trăm. Đấy. Thì cái kết quả tính toán của hai cái ông ở Cục Dự trữ Liên bang New York này nè, họ tính toán ra là như thế này, là cái việc đầu tư vào bằng đại học á, bằng cử nhân á, nó cho một cái tỷ lệ hoàn vốn điển hình là khoảng 14%. 14% vào năm 2019 nha. Con số này đã giảm từ cái mức đỉnh là khoảng 16% vào những năm 2000. Đó, vậy là lợi nhuận của việc học đại học theo như hai người làm ở gọi tạm gọi là ngân hàng Trung ương New York á. Đó thì tính ra cái lợi nhuận của việc học đại học là khoảng 14%. 14% là cao hơn tiền gửi ngân hàng ở Việt Nam rồi các bạn. Bây giờ gửi ngân hàng Việt Nam thì khá là cao nha, giai đoạn này là thường cao nhất trong 10 năm trở lại đây rồi đó. Lãi suất tiền gửi, lãi suất huy động bây giờ là chỉ còn rất ít ngân hàng thôi, nhưng mà cũng có ngân hàng là khoảng 9%, tức là gửi ngân hàng một năm lãi suất 9% khá là cao đó. Đó thì học học đại học cho lãi suất là 14%. Nó cao hơn rất nhiều so với mức 8-9% mà sinh viên tốt nghiệp ở Mỹ thu được vào thập niên 1970, trước khi tiền lương và học phí bắt đầu tăng cao. Những cái tính toán này đã bao gồm cả tiền học phí cũng như là cái chi phí cơ hội nếu như mà họ quyết định đi làm thay vì đi học. Rồi. Tuy nhiên thì các cái số liệu trung bình này nó cũng che giấu một loạt các cái hệ quả khác. Cho đến gần đây, các nhà kinh tế để tìm cách xác định bên nào là bên thắng, người thua trong cái việc là học hay là không học đại học, học đại học nó có ích hay không á, thì họ chỉ có thể giới hạn các cái nghiên cứu của mình trong các cái cuộc khảo sát, survey. Xu hướng hiện nay là các cái chính phủ, chẳng hạn như là chính phủ của Anh và Na Uy, cung cấp các cơ sở dữ liệu khổng lồ và ẩn danh. Đương nhiên rồi, không thể nào mà công khai được ai thu nhập bao nhiêu được. Đương nhiên là họ sẽ có cái big data và trong đó là không có tên của người nào, cho thấy thu nhập thực tế của hàng triệu sinh viên đại học. Điều đó làm cho việc so sánh những người cùng 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 gọi là cùng cùng lứa đó, cùng 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 thời điểm đó, là quyết định giữa cái người có đi học và không đi học á, thì cái việc so sánh nhờ có bộ dữ liệu của chính phủ như ở Anh và Na Uy thì việc so sánh nó sẽ trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Cái dữ liệu này tiết lộ kết quả rằng có một tỷ lệ cao sinh viên tốt nghiệp với bằng cấp thì không nhận được thu nhập không xứng đáng với cái chi phí mà họ đã phải bỏ ra cho việc học đại học. Ở Anh có tới 25% sinh viên nam và 15% sinh viên nữ sẽ kiếm được ít tiền hơn trong cái sự nghiệp so với cái người không có bằng cấp, 1 phần 4 nam và 1 phần 7, 1 phần 8, 1 phần 7 nữ là nhận được ít tiền hơn so với cái người không có bằng cấp. Kết quả theo Viện Nghiên cứu Tài chính IFS, nước Mỹ thì có ít dữ liệu toàn diện hơn nhưng đã bắt đầu công bố tỷ lệ sinh viên tại hàng nghìn tổ chức không quản lý để tổ chức không quản lý để kiếm được nhiều hơn mức trung bình tốt nghiệp so với những cái người mà đi làm sớm sau khi tốt nghiệp. 6 năm sau khi nhập học, 27% sinh viên tại một trường đại học 4 năm điển hình thì không nhận được kết quả như vậy theo tính toán của nhà nghiên cứu tại Đại học Georgetown ở Washington DC. Ở nhóm cuối cùng, 30% các trường đại học 2 và 4 năm tệ nhất của Mỹ thì hơn một nửa số người cho thấy là họ
có thu nhập bị tụt lại phía sau. Bỏ học mà không có bất kỳ bằng cấp nào là một cách rõ ràng để tạo ra một tổn thất lớn. Mất nhiều thời gian hơn bình thường để tốt nghiệp thì cũng phá hủy cái lợi ích của cái việc học đại học. Đấy, thành ra là những người lại bạn nào mà bỏ học với lại là những người tốt nghiệp trễ là đang 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 tạo ra gánh nặng cho gia đình và xã hội. Mình là người tốt nghiệp trễ các bạn, mình bị tốt nghiệp trễ nửa năm. Vì nó sẽ ngốn hết số năm mà lẽ ra bạn phải dành để kiếm tiền full time. Cả hai kết quả này đều phổ biến. Trên khắp thế giới giàu có thì chưa đến 40% số người học để lấy bằng đại học hoàn thành các khóa học mà của họ trong số năm dự kiến. Như vậy là kết quả đầu tiên á, là nói ở Anh á, thì 25% nam và 15% nữ á, là khi tốt nghiệp á, họ có cái thu nhập thấp hơn những cái người không tốt nghiệp. Ở Mỹ á, thì nói về cái chuyện mà số sinh viên bỏ học và tốt nghiệp trễ thì ở Mỹ có một cái tỷ lệ khá là cao. Và những cái người này, cả hai cái việc này, bỏ học á, và tốt nghiệp trễ thì đều tạo ra một cái gánh nặng về tài chính và gây ra thiệt hại cho cái người học. Trên tổng cộng lại, ở trên toàn thế giới giàu có thì chưa đến 40% số người học lấy bằng đại học hoàn thành khóa học của họ theo đúng số năm. Và 1/3 thì sau khi mà bỏ học đó thì cũng không có thêm một cái bằng cấp nào trong 3 năm sau đó. Chọn đúng cái ngành học là rất quan trọng để tăng khả năng kiếm tiền. Đó, cái ý này họ nói. Chọn đúng ngành và đúng thời điểm. Các cái khoản lỗ, tạm gọi là lỗ hả? Chữ này gọi là negative return hả? Tức là khoản lỗ đi. Các khoản lỗ nè là xuất hiện cao nhất đối với những người học ngành nghệ thuật sáng tạo. Chỉ có dưới 10% các cái sinh viên nam là học về ngành nghệ thuật á, là có khả năng có thu nhập dương, lợi nhuận dương sau khi tốt nghiệp. Sau đó là ngành chăm sóc xã hội và ngành nông nghiệp. Hình các bạn có thể thấy ở trên màn hình ở đây. Đây là The Value of Nothing. Sinh viên ở Anh nhận được cái lợi nhuận là dương sau khi mà tốt nghiệp đại học. Thì ngành kinh tế nè, ngành y, ngành computing, tức là ngành công nghệ thông tin á, rồi ngành toán là gần như là 100% sinh viên là nhận được làm những cái nghề này là sẽ có lợi nhuận sau khi mà học đại học. Trong khi những cái ngành khác là bắt đầu thấp nè, ngành triết. Mình nghĩ những người làm ngành triết ở Việt Nam chắc là tệ hơn rất là nhiều, nhưng mà ở Anh này là từ dao động từ 50 cho đến 75% những người học các ngành liên quan đến triết học thì sẽ có lợi nhuận sau khi học đại học. Rồi những cái ngành như là nông nghiệp nè, social care, tức là kiểu như là làm ở Việt Nam hay gọi là gì ta, công tác xã hội hả? Công tác xã hội, các nước phương Tây hay có cái ngành nghề này là ngành công tác xã hội. Đấy, làm nông nghiệp, làm công tác xã hội và làm nghệ thuật thì thường là tốt nghiệp xong là cái tiền thu nhập á, nó không đủ bù cho chi phí bỏ ra để học. Cho đến nay, các bằng cấp có thu nhập cao nhất ở Mỹ là về khoa học kỹ thuật, khoa học máy tính và business, kinh doanh. Lợi nhuận âm có thể đặc biệt xảy ra đối với âm nhạc và nghệ thuật thị giác. Sử dụng dữ liệu có sẵn của Mỹ để tiên đoán thu nhập trọn đời theo chương trình học là một cái việc khó. Nhưng Preston Cooper tại Freehope là một cái chuyên gia phân tích, một nhà tư tưởng, đã cho rằng 1/4 các chương trình bằng cấp cử nhân ở Mỹ sẽ dẫn đến lỗ cho người học, hầu hết sinh viên theo học. Đó, thì ông này, ông đã cung cấp một con số, đó là 1/4 ngành học ở Mỹ hiện nay là vô bổ á, mà họ dùng là the value of nothing á, là học xong là chả để làm cái gì hết và chắc chắn là sẽ lỗ, tốn tiền học phí học thôi nhưng mà không tạo ra cái giá trị cho người học. Nói như thế thì thật ra là ở Việt Nam mình thấy có khi là nó còn nhiều hơn các bạn. Nói này không biết là có phải nói xấu trường không, nhưng mà ví dụ như là mình
học ở trường đại học khoa học tự nhiên có rất là nhiều ngành các bạn, có những ngành mà mình nghĩ là chắc các bạn không tưởng tượng ra được là họ học cái gì đâu, mặc dù nghe thì có thể là cũng hiểu hiểu là nó là ngành gì, nhưng mà chắc các bạn không hiểu là ngành đó nó học cái gì và ngành đó ra sẽ làm xin việc như thế nào, chắc bạn không tưởng tượng được. Ví dụ như có ở khoa học tự nhiên nó có một cái khoa khoa hẳn hoi luôn, ví dụ như khoa 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 học vật liệu các bạn. Đấy. Dĩ nhiên là các cái công việc liên quan đến vật liệu kiểu như là về nhựa nè, về sơn, rồi thậm chí vật liệu vô cơ, xi măng, rồi sắt thép gì đó thì chắc chắn là rất là nhiều đúng không? Chứ đâu phải là không có cái nhu cầu về công việc đó đâu. Nhưng mà hồi cái giai đoạn thời mình học thì cái ngành khoa học vật liệu, khoa học tự nhiên đó là thuộc cái ngành mà điểm đầu vào thấp nhất các bạn. Thì các bạn tưởng tượng mà điểm đầu vào mà tầm khoảng 16 điểm là nó tệ cỡ nào đúng không? Không, có khi thấp hơn nữa, 15 điểm không chừng. Nói chung là rất là thấp. Đấy. Và nhìn chung là cái chương trình đào tạo á, nó không có match với cái nhu cầu công việc ở ngoài thị trường. Đó, ví dụ như một cái ngành tạm gọi là cũng dễ hiểu là khoa học vật liệu, mà nói chung là cũng ra cũng khá là đầu ra nó cũng khá là bấp bênh chênh vênh, bởi vì đa phần mình thấy đa phần những bạn bè mình học ở khoa khoa học vật liệu xong họ ra trường họ đều không làm đúng ngành các bạn, mình chưa thấy một ai luôn. Có thể có, nhưng mà ngay thời điểm này mình có thể nghĩ ngay được năm sáu người bạn của mình học khoa học vật liệu ra và họ không làm một cái gì liên quan đến vật liệu hết. Có người đi làm cho Vinamilk làm sữa, có người đi làm ngân hàng, có người làm sale bất động sản, có người bán bảo hiểm, rồi có người kinh doanh tự tự doanh này kia đấy, nhưng mà tuyệt đối không ai làm về vật liệu các bạn, không ai làm vật liệu đấy. Cả một khoa như thế mình không nghĩ ra được một bạn nào luôn trong đầu mình luôn là có học họ học ngành khoa học vật liệu và đi làm đúng cái ngành đó, không có. Rồi tới khoa học vật liệu còn dễ nói này. Bây giờ địa chất học các bạn, đấy, khoa địa chất, ngành địa chất, các bạn nghĩ một người học địa chất ra sẽ làm công việc gì? Khảo sát đất đá, hay là như mấy video lên TikTok đó, kiểm tra kim cương này kia, kim cương thật, kim cương giả gì đó, rồi bàn về giá kim cương rồi mua bán đó. Đấy, gọi là cái gì, kiểm định viên à? À, kiểm định viên về đá quý đó đó, ngành địa chất, hay là ngành vật lý kỹ thuật các bạn, à, vật lý hạt nhân đó. À, thời đấy là bắt đầu là rầm rộ lên cái chuyện Việt Nam sẽ xây là một cái nhà máy điện hạt nhân ở đâu, Ninh Thuận, Bình Thuận nhớ đúng không? Đó thì là một số trường đại học lớn ở Việt Nam á, hàng đầu á, kiểu như là Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được giao cái chỉ tiêu để đào tạo cái ngành vật lý hạt nhân. Nhưng mà sau đấy Việt Nam là không xây cái nhà máy đấy nữa. Đấy thì những bạn học vật lý hạt nhân ra giờ làm cái gì? Nếu như họ không đi nghiên cứu, mình nghĩ rất ít những bạn sau đó nghiên cứu, thì những bạn học vật lý hạt nhân nó ra làm gì? Đấy, cũng lại sale bảo hiểm, sale bất động sản, sale đủ thứ đó. Một số ít hiếm hoi, một số ít hiếm hoi cũng có là vào làm kỹ thuật viên ở trong bệnh viện á, là vì là họ làm về vật lý hạt nhân mà, thì họ coi như là có chút kinh nghiệm về các chất sử dụng, các cái thiết bị liên quan đến chất phóng xạ đấy, thì họ có tham gia làm các cái nghề nghiệp ở các cái bệnh viện, các cái phòng khám liên quan đến vận hành các cái máy chụp á, máy X-ray, máy X-quang này kia đó. Đấy thì cũng có, mình cũng có bạn làm cái chuyện đó, nhưng mà hiếm hoi lắm các bạn, rất hiếm. Về thu nhập những cái chuyện làm những cái nghề nghiệp đó nó không có bao nhiêu hết á, so với đi làm các công việc mà kinh tế, kinh doanh, buôn bán nhiều hơn. Đơn giản là vẫn là sale bất động sản và sale bảo hiểm. Đó. Đó thì mình đề cập các bạn ha, là khoa học vật liệu nè. Ra nè, thời của mình nha, bây giờ thì có thể nó đã khác rồi. Khoa vật liệu nè, địa chất nè, đó, vật lý hạt nhân nè, hải dương học này các bạn. Đấy, hải dương học. Vật lý địa cầu này các bạn. Bạn không nghe những ngành đó, cảm giác là học cái ngành đó xong sẽ vào một cái trường viện nào đó, một cái trung tâm đài khí tượng thủy văn nào đó này kia để quan sát đúng không? Không các bạn. Không có, mình không thấy bất kỳ một cái bạn bè nào của mình á, mà có biết đi, mình không thể biết tất cả mọi người học cái khóa đó hết được. Nhưng bạn những bạn bè mình biết, mình chưa biết ai học những ngành đó mà làm đúng nghề hết. Đấy. Thì mới thấy là một cái trường Đại học Khoa học Tự nhiên có lẽ là một trường lớn của Đại học Quốc gia đó, mình thấy là học những cái ngành đó vào cái thời của mình ra là làm đúng ngành á, đã là ít rồi. Bây giờ thì chắc là sẽ nhiều hơn các bạn. Bây giờ đầu vào á ở các trường khoa học tự nhiên á, bách bách khoa đương nhiên lúc nào cũng tốt hơn khoa học tự nhiên rồi, nhưng ở khoa học tự nhiên nó rất là tốt. Rồi họ mở những cái chương trình đào tạo á, chương trình liên kết, rồi chương trình gắn thêm cái chữ là kỹ thuật vào á,
Ví dụ như ngày xưa của mình là bằng cử nhân đúng không? Chắc chắn là bằng cử nhân thì sẽ bị coi coi thấp hơn một tí so với bằng kỹ sư, engineer ở bên bách khoa. Đó thì cũng là cử nhân hóa nhưng mà kỹ sư hóa thì cảm giác là nó có giá hơn một tí. Đấy thì bây giờ các cái trường như khoa học tự nhiên họ mở ra một cái gắn thêm cái chữ là chữ gọi là gì? Technical hoặc là gắn cái chữ technology ở cuối. Đó ví dụ như là ngày xưa thì chỉ đào tạo cử nhân hóa đúng chưa? Là Bachelor of Chemistry. Thì bây giờ sẽ là Bachelor of Chemical Technology. Đấy, là công nghệ hóa học đó các bạn. Nói chung là gắn thêm một cái chữ công nghệ vào. Đấy, nhưng mà vẫn là cử nhân. Bên kia thì gọi là kỹ sư, bên này vẫn là cử nhân, nhưng mà thay vì cử nhân hóa sẽ là cử nhân công nghệ hóa. Đấy. Thì ra trường với tấm bằng đó chắc là dễ xin việc hơn. Đó, quan trọng là đầu vào nữa. Càng ngày thì sinh viên bây giờ nó phải càng giỏi đúng không? Tiếng Anh, ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, rồi điều kiện sống này kia, rồi ngoại hình, mọi thứ nó đều tốt lên. Thì đương nhiên là chất lượng của các cái khóa đào tạo á nó sẽ tốt lên, mà tốt ở đây là phản ánh phù hợp với cái thị trường lao động bên ngoài. Đó thì ở thời mình thì mình cảm thấy là có nhiều ngành đó như mình kể các bạn á, địa chất học, vật lý địa cầu, hải dương học. Đó rồi vật lý hạt nhân đồ đó ra mình không thấy ai làm đúng ngành đúng nghề đó, và các bạn nó ra trường thấy rất rất là lận đận so với các cái ngành khác cùng trường khoa học tự nhiên, chứ đừng nói là so với các bạn mà học đại học ngân hàng hay là đại học kinh tế, không có cửa để so luôn đó. Cho nên là cái ông này nè, cái ông Cooper ở cái viện này nè, ông chuyên gia này, ông nói là 1/4 trong cái chương trình cử nhân ở Mỹ á, là đào tạo những cái ngành mà học những cái ngành này ra đi làm thì sau đấy là chỉ có lỗ thôi, học những ngành đó là chỉ có lỗ thôi chứ không có lời được. Thì bây giờ thì mình nghĩ là đỡ hơn, nhưng mà thời của mình thì mình thấy là có lẽ là phải đến, nói thì nghe khủng khiếp nhưng mà ít nhất mình nghĩ ít nhất là phải 2/3 các cái chương trình đào tạo đại học ở Việt Nam nó cũng đang là cái này, cũng đang là negative return, học đào xong là chỉ có lỗ thôi, không biết là đi làm bao lâu cho bù đủ cái tiền mà bố mẹ bỏ ra cho mình học đại học. Đấy, và cái thời của mình thì mình thấy là như vậy. Bây giờ thì chỉ nhiên là nó tốt hơn rồi, điều kiện công việc thu nhập nó tốt hơn rồi, cho nên là số vẫn có, nhưng mà chắc chắn là số lượng ngành học vô bổ nó sẽ thấp hơn ngày xưa, nghĩ như thế. Tiếp tục nè, những gì mà bạn học nói chung là quan trọng hơn là cái nơi mà bạn học. Đó, cái lập luận của họ như vậy. Điều đó đi kèm với những lời cảnh báo như sau: các trường cao đẳng và đại học tệ nhất thì sẽ cung cấp cho sinh viên là rất ít giá trị, bất kể là họ dạy như gì, họ dạy cái gì. Chính xác nha mọi người. Nhưng mà tính trung bình, những người đăng ký vào các trường đại học công lập của Mỹ thì sẽ nhận được nhiều tiền hơn trong suốt cuộc đời của họ so với những sinh viên theo học các trường tư ít danh tiếng hơn à, hay là danh tiếng hơn ta? À, danh tiếng hơn, đúng rồi, danh tiếng hơn. Ồ, có nghĩa là nếu so sánh giữa trường công và một cái trường tư, thậm chí cái trường tư đó danh tiếng hơn, đấy thì cái thu nhập của cái người học trường công á, vẫn cao hơn cái người học trường tư trong suốt cuộc đời. Hay. Đây là kết quả từ dữ liệu thống kê nha mọi người. Theo tính toán của các nhà nghiên cứu tại Georgetown, học phí cao tại các cái trường gọi là phi lợi nhuận á, non profit á, là một trong những lý do như thế. Đấy. Thật ra cái chỗ này là vì nó là tiếng Anh cho nên là ngữ nghĩa của nó có vẻ là nó không được mượt cho lắm, nhưng mà cái ý của nó sẽ là như thế này này các bạn. Khi mà một người như nãy mình nói mọi người á, là dù có học trường nào đi ra nữa cũng vậy, trường top hay là trường 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 làng nhàng đó ra thì cũng đi làm những công việc đó thôi, thì cái mặt bằng thu nhập cho những cái nghề nghiệp đó nó cũng cỡ đó thôi, thì dẫn tới là cái người nào mà chi phí học đại học càng thấp á thì cái khả năng người đó kiếm lợi từ cái bằng cử nhân á, bằng đại học á, nó sẽ cao hơn, đúng chưa? Thì ở đây họ nói dẫn ra một cái việc đó là các cái trường tư ở Mỹ á, học phí thì chắc chắn sẽ cao hơn trường công lập rất là nhiều, bất kể là trường đó danh giá hơn như thế nào chăng nữa chắc chắn là học phí cao. Thì dẫn tới cái việc học phí cao quá như vậy á, làm cho cái người
tốt nghiệp, sinh viên tốt nghiệp ra trường họ khó kiếm tiền để bù lại cái khoản đó hơn. Đó, cái chuyện này thì làm mình nhớ nhớ đến một cái người họ hàng của mình là ông chú, ông ấy khoe là con ổng đang học cấp 3 thì cái chi phí học hiện tại của ổng chi cho nó học trường cấp 3 hiện tại tổng tổng mọi chi phí luôn nha, cả học phí cả chuyện đi lại rồi ăn uống này kia là phải chi cho nó khoảng 50 triệu một tháng cho cái việc học của nó cấp 3. Thì cái câu hỏi đặt ra của những người họ hàng còn lại cho ông chú này đó là thế thì sau này nó đi làm nó sẽ phải làm cái nghề gì với mức lương bao nhiêu để bù lại cái khoản đầu tư của bố mẹ nó cho nó bây giờ là 50 triệu một tháng, thì sau này đi làm cái gì để bù lại được suốt mấy năm cấp 3 rồi đại học học cái kiểu đó. Đấy là cái lập luận ở cái khúc này nè, nói về cái việc mà chi phí học cao á nó sẽ khiến là sau này khó kiếm lời hơn, khó kiếm được một cái positive return hơn so với học ở những cái trường mà học phí thấp. Đó thì là mình nhớ đến cái câu chuyện đó. Thì nó dẫn tới một cái việc là nếu mà hiện nay ở Việt Nam số lượng trường tư thì cũng nhiều chứ không phải ít. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì như kể ra các bạn thấy là có những đại học kiểu như là Hutech này đúng không? Hutech cũng hình như cũng là trường tư hả? Ông không mình không nhớ, Hutech hình như không phải tư nhưng mà nó cũng kiểu kiểu như thế. Hay là như trường Hoa Sen rồi Hồng Bàng đồ đó, mấy trường đó thì là trường tư. Nhưng mà thực tế là những cái trường mà kiểu như Hutech hay là Hupflix rồi kể cả là Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nữa cũng vậy nữa, thì bây giờ họ đã tự chủ tài chính rồi. Đó. Về mặt danh nghĩa chính là cái cụm từ mà chúng ta thấy ở đây nè là non profit đó các bạn. Đấy, là các trường đại học bây giờ tự chủ tài chính á, họ đều tuyên bố họ là non profit. Có nghĩa là cái người chủ đại học đó cho dù là nhà nước hay là một cái tập đoàn, một công ty tư nhân nào đó thì họ cũng tuyên bố là non profit. Có nghĩa là cái học phí thu được từ sinh viên trừ đi tất cả cái chi phí trong năm, chi phí vận hành nhà trường, chi phí tiền lương cho giảng viên, cán bộ công nhân viên chức, chi phí xây dựng cơ sở vật chất, vân vân, mọi thứ, điện nước, overhead cost, mọi thứ trừ hết ra, còn lại cái phần tiền lời, đúng chưa? Đó, thì cái tiền lời đó họ không chia cho chủ sở hữu, tức là không chia cho cổ đông của trường, không nhà nước không có thu tiền đó về vào nộp vào ngân sách, không có, mà cái tiền nó để lại cho chính trường và trường sẽ tiếp tục đầu tư để mở rộng cái chuyện giảng dạy, cải thiện cái chất lượng đào tạo. Đấy, thì cái lý thuyết của nó là như vậy, là non profit các bạn. Đấy. Thì giáo dục bây giờ là theo cái định hướng đó là tự chủ và non profit, phi lợi nhuận. À, nhưng mà thực tế là làm sao các bạn? Có thể là họ không không chia tiền đúng không? Họ không có chia tiền cho chủ sở hữu, nhưng mà họ sẽ có những cái cách khác nhau để họ sử dụng một cách hợp thức hóa, một cách khác nhau để hợp thức hóa cái việc họ sử dụng cái nguồn tiền thu được từ cái hoạt động của nhà trường. Đó, ví dụ như mình nói ví dụ thôi, không bây giờ lại lại kêu là nói bôi xấu hay là cái gì. Nhưng mà rõ ràng hội đồng trường, các cán bộ quản lý của trường, ban giám hiệu, hiệu trưởng, hiệu phó này nọ đó, hay là các cái trưởng khoa, những người mà được cấp ngân sách về á, họ gần như là họ có toàn quyền sử dụng cái ngân sách của trường đó các bạn. Ví dụ ngân sách ở trường đó một năm, ở những cái trường mà lớn nhất Việt Nam giờ có trường là ngân sách cả ngàn tỷ các bạn, trường Đại học Kinh tế đó ngân sách cả ngàn tỷ. Thế thì ông hiệu trưởng đúng chưa, hội đồng trường đúng không, sẽ là những người quyết định sử dụng 1.000 tỷ đó như thế nào, kể cả cái chuyện là họ sẽ quyết định là mua cái gì, cấp cái gì cho ai sử dụng. Đấy, cán bộ của trường hay là lãnh đạo của trường họ được sử dụng cái gì của trường đó, chuyện gì trường sẽ chi trả cho những người đó để họ được quyền sử dụng hay được quyền mua chẳng hạn đó, hay là cụ thể hơn là cái mức lương của họ bao nhiêu. Đấy, cho nên nói là mặc dù nói là non profit đúng chưa, nhưng mà thực tế họ sẽ có những cái thủ thuật để họ chi tiêu, họ sử dụng một cách rất là hợp lý, một cách rất là hợp thức hóa cái nguồn tiền thu được rất là khổng lồ từ sinh viên, từ học phí của sinh viên một năm. À, cho nên đến nay là những cái trường mà tự chủ đại học á, với mình vẫn nghĩ tự chủ đại học là một chuyện tốt thôi, nhưng mà cái xu hướng chung là gì, học phí nó tăng phi mã các bạn, họ vẽ ra đủ cách để tăng học phí, dĩ nhiên là vẫn sẽ nằm trong các cái quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo về cái tiền học phí cơ sở, về mức tăng tối đa trong mỗi học kỳ hay là mỗi năm học.
nhưng mà họ sẽ có những cái cách khác nhau để gian lận cái việc tăng đó. Ví dụ như là họ không được phép tăng số chỉ, đúng không? Số chỉ là phải theo khung đào tạo của Bộ Giáo dục. Họ không được tăng số tiền mỗi chỉ, nó cũng theo cái mức tăng quy định của Bộ Giáo dục. Hình như là giới hạn là không được tăng quá 10% một năm hay sao đấy, hay một lần tăng đấy, thì có quy định về chuyện đó. Nhưng họ ăn gian khác các bạn, họ tạo ra các loại phí khác, họ tạo ra cái hệ số các bạn, nhân hệ số, số chỉ không thay đổi, số tiền cho mỗi chỉ không thay đổi nhưng mà tăng hệ số lên đấy. Thì giai đoạn gần đây cũng có những cái trường bắt đầu kiểu lên báo hoặc là dính một chút phiền hà về chuyện kiểu như sinh viên nó phản ứng với cái việc là học phí nó bị tăng đột ngột, nó bị đội lên vài triệu kiểu kiểu như thế, là vì trường nghĩ ra cách này cái kia để vặt lông gà kiểu vậy. Thì mới nói là dĩ nhiên là nếu mà họ thu nhiều tiền hơn, họ xây dựng cơ sở vật chất khang trang hơn, đúng không, chương trình đào tạo này kia tốt hơn, rồi có tiền để chi cho giảng viên để họ ổn định cuộc sống, dạy tốt hơn, ok thì những cái đó là tốt thôi. Nhưng mà hy vọng là họ không sử dụng một cách gọi là lạm dụng á cái nguồn tiền đó. Bởi vì mình thấy hiện nay á, có rất là nhiều trường đại học mà thu nhập của cán bộ quản lý của trường đại học á rất là cao các bạn, tính bằng hàng trăm triệu, tức là cỡ như giám đốc ngân hàng luôn á. Ngày xưa là không có đâu. Tầm ngày xưa, tức là thập niên khoảng 2010 trở về trước á, thì thu nhập của một lãnh đạo kiểu một hiệu trưởng á, một trường đại học lớn á, lương chính thức á, tính cả kiêm nhiệm chức vụ này kia, bí thư đảng ủy này nọ đó, thì rơi vào tầm khoảng hai mấy 30 triệu đó, tầm tầm cỡ đấy, không thể cao hơn được. Nhưng mà bây giờ đã có những cái trường đại học hàng đầu thì thu nhập của lãnh đạo tính bằng một tháng nha, là tính bằng 200 thậm chí 500 triệu. Như cái ông hồi trước là ông Lê Vinh Danh, hiệu trưởng đại học Tôn Đức Thắng, là lương của ông như là 500 triệu một tháng các bạn. Các bạn thấy khủng khiếp không? Đó mà lên báo rầm rộ một thời gian dài đó. Thì những cái trường đó là những trường gì? Tự chủ tài chính đó, thu tiền ông hiệu trưởng, ông chủ tịch hội đồng trường, rồi ban giám hiệu, hay là gọi là gì, ban quản trị của trường hay gì đó, hội đồng trường, đấy sẽ là những cái người quyết định cái cách phân phối cái số tiền đó ra làm sao đó. Cho nên nói gì nói chứ giờ học phí đồng ý là vào như cái lập luận ở cái bài bài báo này nè, ở cái khúc này nè, họ nói rất đúng. Mặc dù là học trường nào á nó không không quá quan trọng đâu, nó không quan trọng mức đó, quan trọng là ngành học và thời điểm thôi, học trường nào không quá quan trọng. Nhưng nếu mà một cái trường nó đã dở thì nó dạy cái gì ở đó nó cũng sẽ dở thôi. Thì thú thực với các bạn là hiện nay trên 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 mạng nó cũng có rất là nhiều các cái, nhất là TikTok đúng không, rất là nhiều video kiểu hướng nghiệp, mà bữa giờ VTV đang nói là hướng nghiệp tầm bậy tầm bạ, sinh viên nó chê trường này chê trường kia. Nhưng mà thực tế là rất nhiều trường các bạn họ dạy cái gì cũng dở, họ vẽ ra ngành này ngành kia, thu học phí rất là nhiều, vẽ ra các cái phương án tuyển sinh đó chỉ để miễn làm sao sinh viên đóng tiền học để họ có nguồn thu thôi. Chứ còn giảng viên họ mượn ở đâu về, thuê ở đâu về, có những người á họ được đăng ký là giảng viên ở trường đó nhưng mà không bao giờ họ xuất hiện trong trường các bạn. Họ chỉ đăng ký tên trong trường đó để trường đó có đủ số lượng giảng viên cơ hữu là tiến sĩ, là phó giáo sư gì đó để trường được tuyển sinh và được thu tiền thôi. Còn những cái người đó gần như họ không giảng dạy luôn. Trường sẽ sắp xếp người khác dạy thay cho họ. Rồi những người đó có đi dạy thì cũng dạy cho có, chấm điểm cho có, mới sinh ra cái chuyện là nhiều lúc là cả lớp với 90 điểm hết kiểu như vậy đó. Cho nên là nếu một trường nó họ đã tồi theo cái cách đó đó thì học cái ngành gì ở trường đó thì nó cũng sẽ tồi thôi, chứ cũng không có kỳ vọng thì nó sẽ tốt hơn đâu. Nên tức là thật ra thì học trường nào nó vẫn có một ý nghĩa nhất định. Nếu một trường đó là một trường có uy tín á thì vẫn có một chút niềm tin á, là không phải một chút mà khá nhiều niềm tin là khi mà chúng ta học những cái ngành ở trường đó mở ra thì có khả năng là nó sẽ có tin cậy được học những người giảng viên đó, họ có trách nhiệm hơn so với những trường khác. Bởi vì dù sao thì giờ học trường tự chủ đại học nào, trường công hay trường tư nó cũng rất là mắc tiền, thì học một cái trường mà nó có khả năng gặp giảng viên tốt đó, thì nó vẫn tốt hơn là gặp một cái trường mà gần như chắc chắn là toàn mấy ông bà tào lao đó, kiểu kiểu như thế đấy. Cho nên là ở đây thì mặc dù họ nói là học trường nào không quan trọng nhưng tuy nhiên thì nếu mà trường tồi thì vẫn nên né ra. Nên là bây giờ mình thấy là nó khó hơn ngày xưa. Nó khó hơn ngày xưa là vì là giờ nhiều trường, nhiều ngành quá. Những trường như khoa học tự nhiên hay là bách khoa đồ á, hay là kiểu đại học công nghiệp đồ, đúng không? Mà bây giờ các bạn thấy không? Họ cũng mở những cái ngành quản trị kinh doanh các bạn.
những ngành liên quan đến khối kinh tế, là bởi vì giờ học mở những ngành đó mới thu được học phí, thu được nhiều tiền đấy. Những cái trường kiểu như Bách Khoa là học tự nhiên mà còn mở những ngành liên quan đến business là hiểu bây giờ họ kinh doanh giáo dục như thế nào rồi. Đó thì cái ý ở khúc này mình thấy một ý rất hay, đó là để có được cái lợi nhuận tốt nhất, gọi là positive return sau khi tốt nghiệp đại học, thì nên chọn là những cái trường mà mức học phí nó vừa phải. Đó, còn những trường mà học phí nó cao quá thì khả năng là học xong sẽ lỗ. Dữ liệu thu thập được ở Anh đặt câu hỏi về giả định rằng những người trẻ tuổi thông minh nhất sẽ được hưởng lợi từ cái việc đẩy tới các tổ chức học học những cái trường mà có chọn lọc. Jack Britton của tổ chức IFS nói, để vượt qua sự cạnh tranh gay gắt về vị trí thì một số thanh niên đã nộp đơn vào bất cứ ngành học nào có vẻ dễ dàng, ngay cả khi đó không phải là ngành có thể tạo ra được lợi nhuận sau khi việc học. Các bậc cha mẹ thì cố gắng cho con cái họ vào các cái trường lớn ở Anh là Oxford hoặc là Cambridge, bất kể là học ngành nào đó. Nhưng cũng có ba bằng chứng cho thấy rằng việc tham gia một khóa học kiếm được nhiều tiền chỉ vì những lợi ích của nó thì có thể là phản tác dụng. Nghiên cứu của Na Uy phát hiện ra rằng những sinh viên có mong muốn thực sự là học ngành nhân văn nhưng mà cuối cùng á, lại phải học khoa học thì sau 10 năm thì sẽ kiếm được ít tiền hơn so với những gì họ có thể có. Cũng hay. Đấy là như thế này, đó vẫn là cái câu chuyện chọn trường đó. Thì sẽ có những người á, họ ưu tiên vào trường top, học ngành nào cũng được, miễn là trường top. Kiểu như hồi đó mình có những bạn muốn học y đó, mà họ thi y đa khoa, họ thi nha khoa gì đấy, họ rớt chẳng hạn. Đó, thì bắt đầu là rớt y đa khoa thì vào y học cổ truyền, đúng không? Rồi học y tế dự phòng, rồi nữa thì học học gì nhỉ? Cái gì mà kiểu như là y tá đó, y tá rồi y sĩ cái gì đấy đấy, đấy kiểu kiểu như thế đó. Tức là sẽ có những ngành bắt đầu là nó thấp hơn, miễn là học y là được. Đấy, sẽ có những người lập luận kiểu như vậy, hoặc là miễn vào ngoại thương là được, đó, miễn học bách khoa là được, ngành gì cũng được, thậm chí tệ hơn là miễn học đại học là được. Cho nên sinh ra cái thời mình, những bạn học địa chất, rồi những bạn học hải dương học, rồi vật lý địa cầu này nọ ra, thì những bạn đó rất là khó cho cái việc tiếp cận thị trường lao động, bởi vì họ học không đúng ngành mà họ thích, không đúng ngành mà họ mong muốn, mà chỉ vì là muốn được vào một cái trường mà nó ổn ổn một tí đó, để mà cuối cùng là phải học một cái ngành như vậy. Rồi đàn ông thì sẽ có nhiều lý do hơn phụ nữ để lo lắng về cái khoản đầu tư cho việc học đại học sẽ bị lỗ, bởi vì họ có cơ hội kiếm tiền tốt hơn mà không cần bằng cấp. Đại học là một rủi ro đối với những người có điểm số trung bình ở trường, bởi vì họ thường kiếm được ít tiền hơn sau khi tốt nghiệp so với những người đồng trang lứa được chuẩn bị tốt hơn và có cùng bằng cấp. Cái này cũng hay. Nói chung là đàn ông mà học đại học thì sẽ thiệt thòi hơn phụ nữ, lập luận là kiểu như vậy. Có nghĩa là học đại học ra mà vốn dĩ là nếu mà không học đại học á thì đàn ông đi làm á, sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Cho nên nếu mà chọn học đại học sai ngành á, thì khả năng lỗ á, nó sẽ cao hơn. Lập luận cũng có lý. Ở Anh, số tiền thu được từ bằng cấp đối với sinh viên đến từ Nam Á hả? Thường là cao hơn so với sinh viên da trắng. Bởi vì họ có xu hướng học các môn như là kinh doanh và thường thấp hơn đối với sinh viên da đen so với số tiền mà những người cùng chủng tộc thường kiếm được nếu họ không học. Sinh viên Nam Á, không biết Việt Nam mình có tính là Nam Á không ta? Nhưng mà có lẽ là nếu mà ở Anh thì khả năng là họ nói về những người Ấn Độ đó các bạn. Thì đây, đại ý là sinh viên Nam Á, sinh viên châu Á sang Anh học sẽ học các ngành về business và ra trường thì sẽ kiếm tiền được nhiều hơn, sẽ có lợi hơn rất là nhiều so với sinh viên bản địa, những người da trắng. Đó, bởi vì những người da trắng họ học mấy cái ngành mà khó kiếm lời hơn.
Mark và market, thương hiệu và thị trường hả? Ý nghĩa của các cái thông tin đã đề cập ở trên đây sẽ là gì? Đây là những cái dấu hiệu cho thấy thị trường giáo dục đại học đang ngày càng phát triển. Đúng rồi, phát triển như lúc nãy chúng ta thấy là chi phí học đại học ở Mỹ, ở Anh nó đã tăng lên rất là nhiều. Mức học phí ở Mỹ nó tăng gấp 3 lần so với khoảng 50 năm trước, đúng không? Mà tính theo giá trị thực nha, chứ không phải là giá trị danh nghĩa, tức là đã bỏ qua cái sự là tăng tiền, tăng mất giá tiền do lạm phát rồi đó, mà vẫn còn tăng 3 lần. Đó thì học phí tăng, số lượng ngành học tăng. Đó thì đó có thể là một cái dấu hiệu cho cái chuyện giáo dục đại học đang phát triển. Mọi người đang có thể tìm kiếm lợi nhuận tốt hơn theo cách riêng của họ trong các cái giai đoạn giáo dục khác nhau. Ở Mỹ, số lượng bằng cấp được cấp hàng năm bằng tiếng Anh và đối với ngành tiếng Anh và ngành lịch sử đã giảm khoảng 1/3 từ năm 2011 đến năm 2021. Số lượng bằng cấp về khoa học máy tính thì đã tăng gấp đôi trong thời gian đó. Đó, biểu đồ. Các bạn nhìn cái biểu đồ ở bên trái ha. Đó là success in a science, là sự thành công ở trong ngành khoa học. Ở Mỹ nè, số lượng bằng cấp được cấp cho mỗi ngành phần trăm thay đổi trong vòng 10 năm từ 2011 đến 2021. Thì đây, ngành tăng nhiều nhất là ngành khoa học máy tính, tăng gấp đôi, tăng hơn 100%, tức là tăng gấp đôi á. Ngành engineering, kỹ sư cũng tăng luôn khoảng 30%. Ngành y cũng tăng luôn hơn 20%. Kinh doanh thì gần như là không đổi, business muôn đời cũng cỡ nhiêu đó. Nhưng mà những ngành ngành giảm bao gồm ngành triết giảm nè, ngành tiếng Anh, ngôn ngữ Anh á là giảm, ngành lịch sử giảm, ngành tôn giáo giảm. Đó, điều này nó phản ánh đúng cái xu hướng của xã hội các bạn. Những ngành nào mà kiếm tiền được, sinh lời được nhờ có tấm bằng cử nhân á, thì bắt đầu là nó tăng. Mà như mình nói các bạn, hiện nay xu hướng là các ngành nghề liên quan đến ngành học máy tính, đúng không, liên quan đến marketing, đó sẽ là những ngành chủ đạo nó tăng. Còn lại những ngành xã hội, nghệ thuật á, chắc chắn là nó sẽ xuống. Rồi, những người khác thì đang bỏ học đại học hoàn toàn. Số lượng người đăng ký học đại học đã giảm hàng năm kể từ năm 2011. Như vậy là ở các cái quốc gia đã phát triển như ở Mỹ thì số lượng người học đại học mỗi năm đang giảm dần nha mọi người. Các trường thì cũng đang thay đổi bằng cách loại bỏ các cái ngành humanities, tức là ngành về xã hội, về nhân văn đó. Vào tháng 2 năm nay, các ủy viên của hội đồng của đại học Marymount ở Virginia đã bỏ phiếu bãi bỏ các cái chuyên ngành trong 9 môn học, bao gồm ngành tiếng Anh, lịch sử, triết học và thần học. Đại học Calvin ở Michigan và đại học Howard ở Washington DC nằm trong số những trường đã từ bỏ classic, tức là từ bỏ các ngành học cổ điển. Và tương lai của ngành khảo cổ học tại đại học Sheffield ở Anh thì cũng có vẻ bấp bênh. Đấy, chính là những cái ngành mà mình nãy mình nói các bạn ấy, kiểu hải dương học, địa chất, vật lý địa cầu đồ đó, đó. Nó không có, nó khó, nó rất là khó cái triển vọng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp. Các nhà tuyển dụng thì cũng đang thích nghi. Theo phân tích của Joseph Fuller thuộc trường kinh doanh Harvard và những người khác thì các công ty đang trở nên ít yêu cầu người xin việc phải có bằng cấp hơn. Đó, bạn thấy chưa? Xu hướng xin việc bây giờ đó. Đương nhiên là ở các nước phát triển nha, Việt Nam không đâu. Việt Nam vẫn là phải yêu cầu bằng cấp đúng ngành đúng nghề rồi tính tiếp. Như lúc nãy mình nói các bạn là chưa chắc họ đã ưu ái cái người học trường top và có điểm cao hơn đâu, bằng cấp xịn hơn là chưa chắc đâu nha. Nhưng mà họ vẫn yêu cầu có bằng cấp. Thì ở các nước mà đã phát triển á, thì xu hướng bây giờ là họ yêu cầu kinh nghiệm, kỹ năng làm việc nhiều hơn là bằng cấp. Thị trường lao động chặt chẽ và mong muốn có nhiều lao động đa dạng hơn đã giúp giải thích cái lý do tại sao lại như vậy. Một vài năm trước, khoảng 80% công việc mà IBM, gã khổng lồ về công nghệ ở Mỹ, yêu cầu là phải có bằng cấp. Vài năm trước, 80% công việc là yêu cầu phải có bằng cấp. Kelly Jordan, một trong những phó chủ tịch của IBM cho biết, thì bây giờ cái tỷ lệ số lượng việc làm tuyển dụng của IBM mà cần bằng cấp chỉ còn 50% thôi các bạn, giảm từ 80% xuống 50%. Bà Jordan
Giải thích, Phó Chủ tịch của IBM giải thích rằng bằng cấp thì không nhất thiết phải là thước đo duy nhất về kỹ năng mà một người có thể có. Đó, đó là xu hướng. Thì nãy chúng ta nói về cái việc là học ngành nào nó quan trọng hơn đúng không? Là trường nào. Và cái quan trọng là timing á. Thì nói với timing thì kết hợp với chỗ này nó có một cái ý nữa các bạn. Mỹ hay là châu Âu đúng chưa? Chắc chắn là các quốc gia đi trước Việt Nam. Đúng không? Chắc chắn xu hướng của họ phải đi trước Việt Nam một vài năm. Cái gì ở Mỹ bây giờ nó hot thì ở Việt Nam 2 năm, 4 năm nữa nó sẽ hot. Giống như thương mại điện tử chẳng hạn, như ở Mỹ á, nó đã hot, Amazon nó đã bùng nổ rồi, hay là ở Trung Quốc á, Taobao, Alibaba á, nó đã bùng nổ rồi, thì Việt Nam đó giai đoạn sau này từ 2015 trở đi mới bắt đầu là Tiki, Lazada rồi Shopee, Sendo này nó mới bắt đầu bùng nổ đúng không? Đấy là Việt Nam, quốc gia đang phát triển, thì chúng ta sẽ có xu hướng là đi theo cái xu hướng phát triển ở những cái quốc gia đi trước đó. Thế thì nếu mà nhìn vào chỗ này, nhắc lại cái chuyện timing lúc nãy á, thì chúng ta nhìn là chúng ta sẽ thấy là xu hướng ở Mỹ hiện nay họ đang giảm lại cái sự yêu cầu bằng cấp đối với nghề nghiệp rồi, thì tương lai Việt Nam cũng sẽ như vậy. Hồi năm nay là 2023 đó, chỉ nhiên nghề nghiệp nào cũng yêu cầu bằng đại học cử nhân đấy các bạn, phải đúng ngành đúng nghề. Nhưng mà đến 2025 đến 2027, tức là tầm khoảng 4 năm tới, thì mình nghĩ cái câu chuyện này nó sẽ thay đổi. Đó là thị trường lao động Việt Nam nó sẽ có thay đổi trong cái chuyện này. Là bằng cấp bắt đầu nó xuống giá đó. Chính phủ, câu hỏi là chính phủ có nên thúc đẩy, amplify, có nên khuếch đại cái xu hướng này hay không? Ở Estonia, 1/5 kinh phí của một cái tổ chức sẽ phụ thuộc vào việc đáp ứng nhiều mục tiêu khác nhau. Nghĩa là sao nhỉ? Depend on the meeting of variety of target. Một liên quan đến tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn. Như vậy là đang nói, chắc có lẽ là đang nói về trường công đó các bạn. 1/5 kinh phí của một cái trường đại học á, công lập được cấp á, nó sẽ phụ thuộc là đại học đó có hoàn thành một cái chỉ tiêu nào đấy không. Nghe có vẻ ở Estonia, một quốc gia Đông Âu, có vẻ là giống giống Việt Nam ha. Estonia thì như ngày xưa là cũng thuộc Liên Xô cũ á. Đấy, có vẻ giống giống Việt Nam, tức là cái kinh phí họ nhận được từ nhà nước á, sẽ phụ thuộc là họ có đạt được một cái tiêu chí gì đấy không. Trong đó thì có một cái tiêu chí relate to, liên quan đến tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn. Nghe có mùi bệnh thành tích. Các cái hệ thống tương tự thì cũng tồn tại ở Phần Lan, Israel, Litva và Thụy Điển. Chính phủ Úc thì cũng đang cố gắng khuyến khích người học đưa ra những lựa chọn hữu ích cho xã hội, lựa chọn nghề nghiệp hữu ích. Vào năm 2021, người ta sẽ tăng gấp đôi số tiền sinh viên đại học phải trả để học các ngành khoa học xã hội, khoa học chính trị hoặc là truyền thông, và giảm một nửa học phí cho ngành điều dưỡng và ngành giáo dục. Tức là những ngành nào có nhu cầu có nhu cầu xã hội cao hơn thì sẽ được giảm học phí. Các sinh viên dường như vẫn chưa bị tác động nhiều, có thể là do sự hào phóng trong các cái điều khoản trợ cấp vay tiền học phí cho sinh viên của Úc. Chính phủ Anh thì cho rằng họ có thể thay đổi hành vi bằng cách cấp cho mọi người Anh một tài khoản trực tuyến, liệt kê các cái khoản tiền mặt tối đa mà họ có quyền vay từ nhà nước để học tập trong suốt cuộc đời của họ. Ý tưởng là làm cho học sinh nghỉ học sẽ tiết kiệm hơn. Như vậy ở đây là có hai cái ý tưởng cũng khá là hay. Như ở Úc á, thì họ sẽ tăng học phí cho những cái ngành mà nhu cầu của xã hội đang thấp, và giảm học phí cho những cái ngành mà nhu cầu xã hội đang cao. Đó, ý tưởng như vậy mình thấy rất là hợp lý nha. Chứ không phải như Việt Nam các bạn. Như Việt Nam là những ngành nào mà nhu cầu xã hội cao thì phải tăng học phí lên. Những ngành nào sinh viên đua nhau học sẽ tăng học phí lên. Ví dụ như ngành y đúng không? Ngành y là cạnh tranh rất là cao. Mặc dù là y bác sĩ bây giờ lúc nào cũng kêu thiếu hết á. Số lượng bác sĩ trên 1.000 dân của Việt Nam hiện nay rất rất là thấp. Đó, tức là bác sĩ lúc nào cũng thiếu, nhưng mà
học phí của các trường ngành y á, trong khoảng 3 năm vừa qua á, là tăng đột biến. À, bạn học y chắc bạn cũng biết, thấy lên báo ầm ầm học phí như tăng đột nhiên tăng gấp đôi kiểu như thế. Đấy, thì mình thấy là chính sách này là hợp lý nè. Ngành nào có nhu cầu thì giảm học phí của ngành đó lại để thúc đẩy người ta nhảy vào học những ngành đó. Nhưng mà dĩ nhiên nó cũng liên quan đến cái năng lực đào tạo của hệ thống giáo dục nữa. Ví dụ như so với ngành y thì lại không hợp lý, là vì không phải là y muốn dạy bao nhiêu là dạy, đúng không? Số trường y Việt Nam thì cũng rất là ít, số lượng chỉ tiêu thì cũng ít nữa. Cho nên không phải muốn tăng là tăng được. Rồi còn chính phủ Anh á, thì họ đưa ra một cái chính sách khác, đó là cố định một cái khoản cho mỗi người. Ví dụ như một người dân họ fix từ đầu là trong suốt cuộc đời á, sẽ có một cái khoản tín dụng chỉ được dùng cho cái chuyện giáo dục thôi. Có nghĩa là không phải là tín dụng như thẻ tín dụng chúng ta ra chúng ta cà chúng ta rút tiền, nó phải vậy, mà là mỗi người dân có tiền được vay một cái khoản tối đa để trang trải cho học phí trong suốt cuộc đời của họ. Ví dụ như là một người sẽ được vay tối đa là 20.000 bảng, mình ví dụ như vậy. Đấy, thì anh học cái gì không biết, đó là tùy anh chọn, nhưng mà tối đa trong cả cuộc đời được vay trả tiền học phí thì chỉ có 20.000 thôi. Nếu mà đã vay trước đó rồi á, học một cái ngành sai thì sau đó sẽ phải chấp nhận là học ngành kia mà không có đủ tiền, phải tự bỏ tiền túi ra kiểu như thế. À, ý tưởng nó cũng hay, nhưng mà đương nhiên cái những cái chuyện này nó chỉ áp dụng cho các nước giàu thôi, chứ Việt Nam thì cũng 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 khó. À, những người khác thì vẫn splurge phô trương hả? À, Tổng thống Joe Biden hy vọng rằng tòa án tối cao sẽ sớm thông qua một cái kế hoạch được công bố vào năm 2022 để xóa một phần lớn các khoản vay sinh viên của Mỹ. Đấy, Đảng Dân Chủ nó hay có xu hướng đó các bạn. À, tức là các khoản trợ cấp xã hội á, thì liên quan đến cho tiền người dân á, thì Đảng Dân Chủ ở Mỹ á, họ rất là hào phóng. Thì năm ngoái mình có biết cái chuyện này, đó là Tổng thống Joe Biden á, đề xuất là mấy cái ông nội mà học đại học á, vay tiền nhà nước á, để học đại học thì bây giờ xóa nợ cho luôn. À, mình không nhớ con số trung bình, nhưng mà có lần mình xem thời sự thì có thấy một cái phóng sự á, là rất là nhiều người người trưởng thành họ đứng biểu tình, họ tụ tập lại họ biểu tình, ví dụ biểu tình trước tòa nhà Quốc hội hay trước Nhà Trắng á, họ giơ những cái tấm biển trên đó họ ghi là tôi đã tốt nghiệp đại học và tôi đang gánh nợ một cái khoản là 180.000 đô la. Đó, tức là khoảng 4 tỷ Việt Nam đồng á. Đó, đấy khủng khiếp không? Đấy, thì đại ý là những rất nhiều sinh viên ở Mỹ á, họ phải vay tiền để được học đại học, và vừa tốt nghiệp đại học xong là ôm một cục nợ như vậy luôn. Đó, thì đại ý là họ muốn nói là họ cũng khá là bất bình cái chuyện đó, là vừa tốt nghiệp đại học chưa làm được cái gì, chưa kiếm được việc đồ mà đã phải ôm một cái gánh nặng nợ nần rất là lớn, và sẽ phải đi làm rất là lâu để hoàn trả được cái số tiền đó cho nhà nước. Đấy, thì họ kiểu như là họ muốn là chính phủ phải giải quyết cái chuyện đó cho họ kiểu thế. Thì ông Joe Biden ấy, ông đã đề xuất một cái sắc lệnh yêu cầu, tức là đề xuất lên tòa tòa án tối cao về cái việc là phê chuẩn cho cái việc là thôi bây giờ hủy luôn, hủy cái khoản nợ đó cho những cái người mà đang nợ tiền học đại học. Nhưng mà dĩ nhiên là theo mình nhớ là nó chưa có được thông qua. Ông cũng muốn có một cái hệ thống trả nợ khoan dung hơn. Các chi phí liên quan có thể lên tới hàng trăm tỷ đô la trong thập kỷ tới. Đấy, nếu như Mỹ thông qua cái chuyện này thì cái kinh phí nó bỏ ra còn hơn cả cái đạo luật chip. Lúc nãy mình nói các bạn, đạo luật đó nó viết tắt là chip luôn. CHIPS hay sao đó. À, đạo luật chip, thì cái đạo luật đó là chính phủ Mỹ sẽ hỗ trợ bỏ tiền chính phủ ra để giống như là cho tiền các cái công ty mà sản xuất, mang cái ngành công nghiệp sản xuất chip á, quay trở lại Mỹ á, thì tổng cái ngân sách cho cái đạo luật đó đó là lên đến khoảng 200 tỷ đô la các bạn. Là chính phủ Mỹ sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn đó để hỗ trợ ngành công nghiệp chip. Thì nếu như bây giờ mà quyết định là hỗ trợ cho sinh viên á, xóa nợ cái tiền học đại học á, thì cái số tiền đó nó còn lớn hơn cái 200 tỷ nữa các bạn. 300-400 tỷ cơ, rất là nhiều. Cho nên mới thấy là học đại học ở Việt Nam coi vậy. À, chứ cũng chưa đến mức, thực ra đến bây giờ mình cũng 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 có, nhưng mà mình không thấy, không đáng kể đâu. Những người nào mà phải vay tiền để học đại học cũng có nha, mình cũng có một một số ít bạn bè của mình á, là kiểu bố mẹ á, phải vay tiền
người thân họ hàng này kia, bạn bè đồ á, tầm khoảng 20 triệu 30 triệu gì đấy để trả học phí cho con, tiền ăn học và đồ trong suốt mấy năm đại học. Cái đó là có chứ không phải không. Rồi sau đó khi mà bạn đấy đi làm á, thì bạn nó trả lại cái số tiền đó, thì cái đó có chứ không, nhưng mà nó không không đến mức gánh nặng như ở Mỹ là lên tới hàng trăm ngàn đô la đó. Thì chính đấy là cái chi phí ở Mỹ để giải quyết cái chuyện này, tức là cho sinh viên quỵt quỵt tiền luôn đó, là có thể lên tới hàng trăm tỷ đô la trong vài chục năm tới. Ông Biden cũng hứa hẹn về một loạt các cái khóa học, tức là sẽ công bố một cái danh sách chính thức về các cái khóa học mà được gọi là low financial value, tức là mình nghĩ chắc có lẽ là các cái khóa mà đi học là không có ra tiền đó, đó. Hấp dẫn hơn là nói về việc ngăn chặn các cái chương trình yếu kém được hưởng lợi từ các cái khoản vay sinh viên liên bang. Như vậy á, tức là thế này, để tránh cái sự trục lợi, có nghĩa là có những cái ngành học nó gọi là chương trình học đào tạo ra người học không có chất lượng, những người đó ra làm việc không được á, thì nếu mà những người đó cũng được hưởng lợi á, thì chính là những cái trường mà cung cấp cái khóa học đó họ vẫn hưởng lợi đúng không? Thì phải đưa ra một cái công bố, một cái danh sách chính thức là những ngành học nào, những ngành này thực ra là những ngành tốt, chỉ là nó ra đi làm nó khó kiếm tiền thôi, chứ không phải là do cái trường đó dạy dở, nó kiểu như vậy. Phải có một cái danh sách chính thức để tránh cái chuyện trục lợi. Ok, ý tưởng này cũng hay. Nếu không có một cái đạo luật nào của Quốc hội được thông qua thì điều này chủ yếu sẽ ảnh hưởng đến các trường đại học liên quan đến yếu tố lợi nhuận. Những cái trường mà chỉ tuyển sinh một tỷ lệ rất nhỏ sinh viên ở Mỹ. À, như vậy là chuyện này, yếu tố này, nếu mà Quốc hội không thông qua cái gói trợ cấp này thì chuyện này nó chỉ ảnh hưởng đến mấy cái trường mà có profit thôi các bạn. Hồi nãy mình nói các bạn là trường non profit đúng không? Đa phần các trường đại học đều tuyên bố là non profit, là phi lợi nhuận. Thì một thiểu số là trường có lợi nhuận thì sẽ bị ảnh hưởng bởi chuyện này. Bởi vì họ bị cái chuyện là nãy chính phủ nói là chính phủ sẽ yêu cầu á là không được lấy lại tiền tiền nợ của sinh viên nữa, đấy, kiểu như thế. Thì chỉ có một số ít những cái trường mà profit là bị ảnh hưởng thôi. Rồi. Khúc cuối là đối với rất nhiều người thì việc ngày càng tập trung vào lợi nhuận tài chính từ giáo dục đại học nghe có vẻ là thô thiển. Nghĩa là nếu mà nói học đại học ra đi làm mà chỉ để kiếm tiền á thì nói như vậy nó thô thiển quá. Mà học đại học còn vì phát triển tư duy trí tuệ gì đấy. Nhưng mà không phải, rốt cuộc thì đi học giống như mẹ mình hay nói là học cái gì đi chăng nữa thì cũng là để ra đi làm kiếm tiền. Mẹ mình thì hay nói kiểu vậy. Nhưng mà đúng, thì lập luận đây là rốt cuộc thì cái khoản đầu tư của phụ huynh cho con cái thì cũng là để con cái có một cái công việc với thu nhập tốt hơn, có một cái tương lai ổn định thôi. Nó suy cho cùng nó vẫn là bài toán về tài chính thôi. Đó, cho nên mặc dù nói thẳng ra là học đại học á, mà bây giờ tính toán tiền bạc nó thô thiển quá, nhưng mà đúng là bản chất của nó là như vậy. Bởi vì giáo dục hiện nay á, nó cũng là một cái dịch vụ thôi, một mặt hàng. Sinh viên tốt nghiệp trong các cái ngành dịch vụ công nhất định kiếm được ít tiền hơn so với những người làm việc trong lĩnh vực tài chính ở phố Wall. Thì đúng, mà nãy mình nói các bạn làm sale bất động sản, sale chứng khoán rồi sale bảo hiểm đó, rất nhiều ngành học đáng để nghiên cứu về lợi ích của chính cái ngành học đó. Tuy nhiên, sinh viên thường nói với những người thăm dò ý kiến, những người survey rằng cải thiện khả năng kiếm tiền của họ đang là ưu tiên hàng đầu. Đấy, thì dù dù là một người ý thức được là cái ngành học của họ là hay, là tốt như thế nào, nhưng mà họ vẫn muốn là họ kiếm được nhiều tiền hơn. Tuy nhiên, sinh viên đấy, thường nói là cải thiện khả năng kiếm tiền là ưu tiên hàng đầu. Kết quả tốt nhất là rất quan trọng đối với những người học kém. Đó là chuyện thu nhập còn quan trọng hơn nữa. Những người mà gánh nặng tài chính của bằng cấp sẽ là cao nhất. Ngày nay bằng cấp kém phổ biến một cách đáng ngạc nhiên ở Mỹ thôi nha, ở các nước giàu nha. Sự kết hợp của thông tin tốt hơn, lực lượng thị trường và chính sách thông minh hơn thì sẽ làm giảm sự phổ biến của bằng cấp. Đấy, cái kết luận của bài báo này mình thấy là rất rất là hay, rất là thú vị, bởi vì nó nói đến cái xu hướng trong tương lai phát triển của giáo dục. Đó là tương lai người ta sẽ ít học vì để lấy tấm bằng hơn, người ta sẽ chú ý đến kỹ năng lao động và đi làm sớm nhất có thể để gọi là có được cái positive return á,
đó, chứ không phải đầu tư cho học đại học một cách mù quáng như bây giờ. Và nhắc lại một cái ý ở đây, đó là cái việc học đại học sẽ gây thiệt hại nhiều nhất cho những cái người học kém. Mà lúc nãy á, chúng ta nói là cái kết quả khảo sát chỉ ra á, là mặc dù trong vòng 20 năm qua nó đã có sự gia tăng, 50 năm qua chứ hả, đã có sự gia tăng trong cái lợi nhuận thu được từ việc học đại học, đúng không? Học đại học ngày xưa đó là chỉ có gì lợi chênh lệch giữa người học đại học trước đây và người không học đại học vào thập niên 70 á, thì chênh lệch tiền lương á, chỉ là 35% đó, mà hiện nay á, chênh lệch nó đã là gần 70% rồi, 66%, tức là gần tăng gấp đôi. Có nghĩa là học đại học nó vẫn có lợi, nhưng mà tuy nhiên nè, họ phát hiện ra là có hai cái nhóm sinh viên, nhóm học tốt, học giỏi á, và nhóm học dở. Thì rốt cục á, cái nhóm học giỏi là cái nhóm được hưởng lợi, có nghĩa là sau khi tốt nghiệp xong thì đúng thật là nhờ việc học đại học cái thu nhập của họ cũng rất là cao so với người không học, nhưng mà đối với những cái người học dở thì không phải như vậy. Đó là chênh lệch thu nhập của họ không đáng kể và họ còn phải mang cái gánh nặng tài chính từ cái việc học đại học nữa. Đó thì mình thấy ý này rất là hay. À, cho nên là mình nghĩ là tương lai của việc học đại học ở Việt Nam, như mình nói, nó sẽ đi theo cái con đường của những cái nước đã phát triển á. Ở Việt Nam mình cũng bắt đầu tự chủ đại học gì đó, đúng không? Đấy thì sẽ theo cái xu hướng đấy. Thì khoảng 4-5 năm nữa là bắt đầu các cái công việc nó sẽ ít đòi hỏi bằng cấp học đại học hơn. Đó là xu hướng đầu tiên. À, cái thứ hai đó là những cái ngành học mà không tạo ra tiền á, không tạo ra thu nhập á, không tạo ra positive return á, là bắt đầu nó mất đi và chỉ còn lại những cái ngành mà nó có cái nhu cầu xã hội, nhu cầu thị trường lao động nó cao. Và cái thứ ba là liên quan đến cái chuyện năng lực này nè, là những cái bạn á mà học lực thấp hơn, yếu hơn trung bình á, thì sẽ không học đại học nữa. Nó sẽ xu hướng nó sẽ bắt đầu nó tiến hóa theo cái hướng đó, nó sẽ tiến triển theo cái hướng đó, là những người học lực yếu sẽ không không cần hoặc là không nên, hoặc là thực tế là họ cũng sẽ không học đại học nữa để tránh cái gánh nặng tài chính cho tương lai. Thì mình nghĩ đó là cái bài báo này rất là hay khi nó chỉ ra được cái xu hướng đó. Thì đấy, quay trở lại là báo này nói về việc là bằng cấp thì có còn xứng đáng để đầu tư và bỏ tiền ra học hay không. Đó, kết hợp với các cái bài báo lúc nãy, đúng không, của Tiền Phong, của Tuổi Trẻ, của Dân Trí, nói về việc là rất là nhiều sinh viên giai đoạn Covid, học giai đoạn Covid này tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi và xuất sắc. Thì đấy, thật ra cái chuyện học đại học á, mình thấy là nãy kêu là nói về tiền bạc là nó hơi thô thiển, nhưng mình đúng là mình thấy là học đại học á, cái mang lại nhiều nhất cho mình, anh nghĩ cũng là như cho mọi người á, đó là cái tư duy các bạn. Khi mà chúng ta học một cái ngành học một cách có hệ thống, từ những cái môn đại cương general cho đến những cái môn cơ sở, rồi cho đến những cái môn chuyên ngành đó, học đại học lúc nào nó cũng trải qua ba cái giai đoạn đó hết á. Học đại cương là mọi người học chung, học cơ sở ngành bắt đầu chuyển qua các môn chuyên ngành, rồi đến cái giai đoạn mà chúng ta làm khóa luận, làm luận văn đấy, thì nó giống như nó có cái sự trưởng thành về nhận thức á, là chúng ta bắt đầu được định hướng chuyên sâu hơn vào một cái vấn đề, vào một cái gọi là thế giới quan, một cái hệ quy chiếu của một cái ngành cụ thể nào đó. Kiểu cái người học toán sẽ có một cách tư duy khác với cái người học hóa, đúng không? Người học hóa sẽ khác với cái người học kế toán, người kế toán sẽ khác với cái người học tài chính thông thường hay là học quản trị kinh doanh thông thường, và chắc chắn là cũng sẽ khác cái người học luật. Đấy, thì việc học đại học nó xây dựng cho chúng ta một cái mindset để chúng ta tư duy. À, cái chuyện đó mình thấy là cái giá trị lớn nhất của việc học đại học. À, nhưng mà đổi lại thì cũng phải nhắc lại đúng cái ý của bài này, đó là học đại học á, nó có cái chi phí rất là cao, và chi phí ngày càng cao nữa là khác, cao sẵn rồi mà đang còn ngày càng tăng, và đi cùng là nó có chi phí cơ hội mà lúc đầu mình đề cập ha, đó là cái việc thay vì học đại học chúng ta có thể làm việc khác để tích lũy kinh nghiệm và tích lũy vốn đó. Cho nên là càng ngày cái gọi là risk premium hay là cái risk của việc học đại học á, nó sẽ phải càng risk premium á, nó sẽ phải càng cao để đáp ứng lại được cái phần risk mà người ta sẽ phải gánh chịu cho việc học đại học. Đó là nếu mà thực sự bạn giỏi
bạn nghĩ là ra trường bạn có thể tham gia thị trường lao động và nhận được cái mức lương ở mức cao á, thì hẳn cố gắng để học đại học đó, hay là học thêm MBA kiểu kiểu như thế. Nếu mà nhắm là mức lương và thu nhập á, có thể cover được và nó phù hợp năng lực nha. Chứ còn mà học dở dở thì tốt nhất là không nên, là bởi vì á, như cái báo đề cập thì cái xu hướng hiện nay của thị trường lao động ở các nước phát triển nó đang là như thế đó. Chứ không, nhiều lúc ở Việt Nam thì tư duy nó sẽ ngược lại với cái bài này, đó là nhiều lúc là học dở dở nhưng mà vẫn cố gắng đi học để lấy tấm bằng các bạn. Rất nhiều bạn bè mình cố gắng học lên thạc sĩ, học dở vẫn cố gắng học lên thạc sĩ hóa cũng có, mà thạc sĩ về tài chính ngân hàng cũng có, kế toán cũng có, MBA cũng rất là đông luôn. Mấy đứa em mình giờ đứa nào cũng cố gắng đi làm năm 2 năm cũng chạy đi học MBA để có tấm bằng thạc sĩ đấy cho nó oai. Nhưng mà thực sự mà nói là có bằng thì cũng hay thôi, cũng hay thôi, nhưng mà mình thấy là học MBA nó cũng chả giải quyết được cái gì. Nếu bạn đã học một ngành kinh tế ở bậc đại học rồi thì học thêm MBA nó không giải quyết một cái gì cả đó. Nhất là như bài báo này nói thì có vẻ là cái xu hướng trong những năm sắp tới của thị trường lao động á, thì những cái tấm bằng đại học và sau đại học như thế ở những cái ngành mà không chuyên biệt á, không có kỹ năng lao động đặc biệt á, thì nó sẽ không còn giá trị nữa và nhu cầu công việc á, nó cũng ít đòi hỏi những cái thứ đó hơn đó. Thì mình nghĩ là nên, nếu bạn vẫn đang đi học đại học đó hay là có ý định học thêm một cái bằng gì đấy thì nên nên cân nhắc lại về cái chuyện đầu tư cho cái khoản học đó. Rất nhiều em út mình hỏi mình về cái chuyện mà có nên học cao học hay không đó, thì thường cái lời khuyên của mình là không các bạn, thường lời khuyên của mình là không, trừ khi nha bạn đó là một người học kỹ thuật thì mình sẽ khuyên là có nên đi học thêm một bằng về kinh tế để thay đổi cái mindset. Bởi vì mindset, tư duy á, hệ quy chiếu á, thế giới quan của cái người học kinh tế về học business, học finance rất khác cái người học về engineer, học về science, học về khoa học cơ bản, khác hoàn toàn các bạn. Một bên là chủ nghĩa thực dụng đó, pragmatism hả, chủ nghĩa thực dụng, một bên á, là thuần túy là logic, thuần túy là kinh viện đó. Một là một, hai là hai, một cộng một thì bằng hai chứ không thể là bằng ba được đấy, kiểu thế. Còn bên kia thì một cộng một bằng ba cũng được, miễn là nó có lợi đấy, miễn là nó tạo ra giá trị cho xã hội kiểu kiểu như thế. Thì một bên là sẽ có tính thực tế cao hơn đấy. Cho nên là những cái bạn mà em út của mình hay là bạn bè mình học kỹ thuật, mình lúc nào mình cũng khuyên là nếu mà muốn học MBA, học về quản trị hay là học về tài chính, lúc nào mình cũng ủng hộ các bạn, nó rất tốt, nó sẽ giúp chúng ta mở mang đầu óc rất nhiều. Nhưng nếu mà bạn đã học đại học rồi, đại học học kinh tế, học tài chính, học kế toán đồ rồi, học thêm MBA, học thêm finance đồ sau đại học á, là vô nghĩa, mình thấy vô nghĩa, nó không giải quyết được nhiều. Kỹ năng nghề nghiệp á, nó sẽ quan trọng hơn rất là nhiều đó. Thì đấy là cái chia sẻ mà mình muốn nói với các bạn trong buổi livestream ngày hôm nay. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã nói hai câu chuyện đúng không? Một là về ông Moore, người đã mất vào ngày 24 tháng 3 vừa qua, là tác giả của định luật Moore về cái việc mà sự gia tăng cái mức độ vi tế của chip vi xử lý theo một khoảng thời gian nhất định, cứ 2 năm là tăng số lượng bóng bán dẫn trên đơn vị diện tích lên gấp đôi. Đó thì ông này ông vừa qua đời. Thông tin thứ hai liên quan đến cái chuyện mà ngày càng nhiều sinh viên tốt nghiệp với bằng cấp xịn sò, ngày càng nhiều người học đại học các cái trường xịn ra với bằng cấp xịn, và đi cùng là một cái bài báo trên một tờ báo rất là danh tiếng, trang báo rất là danh tiếng là Economist, phân tích về cái giá trị của việc học đại học ở các cái quốc gia đã phát triển, các quốc gia giàu ở Anh, ở Mỹ, ở Úc, nó đã thay đổi như thế nào trong 50 năm vừa qua. Thì chúng ta có thể xem xét cái việc đó làm cái quy chiếu để chúng ta ra quyết định cho cái việc học của chúng ta hiện tại cũng như là cái quyết định học trong tương lai. Ví dụ như mình cũng từng có ý định là học thêm một cái văn bằng về luật các bạn, hay là thậm chí là mình còn nghĩ là mình sẽ học thêm tiến sĩ Phật học. Mình có ý định nữa cơ. Nói chung mình có ý định học thêm nhiều cái lắm. Mình cũng thích tâm lý học, mình nghĩ có khi mình học thêm cái văn bằng 2 về tâm lý học cũng hay, xã hội học đó, tại vì thích thôi, cơ bản là thích.
Nhưng mà đặt trong bối cảnh chúng ta đặt về cái bài toán tài chính á, bài toán tài chính về để có được positive return á, thì đôi khi cái việc học đó đó nó là vô bổ, nó là khoản đầu tư thừa thãi và có thể gây ra cái gánh nặng tài chính không cần thiết. Còn dĩ nhiên nếu bạn rất là giàu, không phải lo toan gì cả, chỉ việc học 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 là học thôi, ok, vậy thì lúc đó lại cũng chẳng phải suy nghĩ gì cả. Vậy suy cho cùng thì việc học lúc đó nó cũng giống như một cái món đồ trang sức thôi, một cái chiếc điện thoại, một đôi giày sneaker hay một cái áo thun thôi đấy, thích thì mua thôi đúng không? Nhưng mà nếu việc học là gánh nặng thì nên nên tính toán, nên có sự tính toán kỹ để tránh lãng phí thời gian, tài nguyên cũng như tạo ra gánh nặng trong tương lai. Rồi, ok, một buổi livestream rất là dài. À, mặc dù là có một chuyện nữa cũng hay hay mà chưa kịp nói các bạn. Thôi để ngày mai cũng được. Rồi hẹn gặp lại các bạn vào buổi livestream tối ngày mai ha. Bây giờ này còn ai thức không? Xin hỏi là còn ai thức nữa không? Các bạn bình luận nhiều quá ha. Nãy giờ mình lo đọc bài mình không thấy những cái bình luận này. Vẫn còn concurrent view nè, 5 người, 5 hay 10 đây, đây là 5 hay 10, 10 người à? Thế sao siêu nhân đỏ sang trọng bậc thước, cái tỷ lệ điểm này áp vào đồ thị phân phối chuẩn thì sai sai nha. À, điểm 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 tốt nghiệp đại học của trường đại học ngoại thương à? Đúng rồi, đúng rồi, nó sẽ bị lệch các bạn, nó sẽ bị theo link về một bên khi quá nhiều sinh viên tốt nghiệp loại giỏi. Đúng rồi đó, chính xác. Chứng tỏ là cái chương trình đào tạo của cái trường đại học nó có vấn đề các bạn. Bạn bạn siêu nhân đỏ nói đúng đó, là nếu mà một cái chương trình hay là một cái kỳ thi nó cho ra được cái phổ điểm á, nó càng ít theo link, nó càng ít bị lệch về một bên, nó tuân theo phân phối chuẩn á, càng nhiều thì cái đánh giá của cái kỳ thi của cái chương trình học đó đó nó là một cái đánh giá đủ tốt đó. Nếu các bạn để ý điểm thi đại học của chúng ta đó, điểm thi trung học phổ thông quốc gia lúc nào nó cũng có dạng hình chuông đúng không, thi thoảng thì nó bị lệch về bên trái, nó bị theo link bên trái hoặc là theo link bên phải một chút xíu. Ví dụ như là những cái môn xã hội á, kiểu lịch sử rồi địa lý hay là anh văn gì đó đúng không, là điểm nó hay bị kéo về phía thấp đó. Còn ngược lại thì một số môn kiểu toán lý hóa thì có thể là nó bị kéo lên phía cao chẳng hạn đấy, thì cái tình huống theo link nhưng mà cơ bản nó hình chuông. Còn ở đây nếu mà ra mà đến 80% mà loại giỏi với xuất sắc thì khả năng là cái quy trình đánh giá nó có vấn đề rồi đó. Đúng đó, chính xác rồi đó. Ở đại học ở nước ngoài cứ kết thúc một môn người ta sẽ xem xét điểm của học sinh, sẽ phải khít vào normal distribution, không thể có quá nhiều người được điểm cao cũng không có nhiều học sinh đạt điểm thấp. Nói chung thì cái này cũng chẳng phải là một cái gì bắt buộc hết á, cái đó là tùy giảng viên thôi, và cái quan trọng là do khoa, tức là hội đồng chuyên môn của khoa sẽ phải ngồi lại với nhau để bàn về kết quả của kỳ thi. Nếu như mà các cái chương trình ở Việt Nam mà đã được kiểm định á, theo tiêu chuẩn của nước ngoài á, thì kết thúc của mỗi khóa học á, sẽ phải làm một cái report về chuyện đó, tức là phổ điểm nó làm sao, nó có hợp lý hay không, nó bị theo link hay không, để phát hiện xem là liệu có cái gì bất thường trong điểm số, trong đề thi hay có gian lận thi cử gì không, để kiểu như thế. Thì chuyện đó nó rất quan trọng. Nếu nó bị theo link trong dữ liệu á, thì buộc lòng là phải xem xét lại chương trình đào tạo hoặc là xem xét lại đề thi, quá trình khảo thí đó. Nếu mà làm đúng quy trình á, thì nó sẽ là như thế. Nhưng mà mình nghĩ là ở Việt Nam thì sẽ có rất ít các trường, rất ít các thầy cô siêng hay là các khoa chủ nhiệm khoa họ họ chủ động, họ làm chuyện đó một cách có hệ thống, rất là ít. Cơ bản bây giờ vẫn là kinh doanh dịch vụ giáo dục các bạn, kiếm được người học và thâu tiền là tốt rồi, chứ sức mấy mà đi làm với cái chuyện đó. Fun for life ở Việt Nam cũng có anh ạ. Em học ở Bách Khoa vẫn có tiêu chuẩn CDAO và một số chuẩn khác nữa, chỉ có nó xét theo 2 năm, đó là từ khi em học 2018, chứ trước đó thì có vẻ cũng không có cả chuẩn cơ. Ok, CDAO cũng là một cái chuẩn gọi là cũng cũng phổ biến. Ngày xưa mình học á, thì ở Việt Nam á, mới có vài vài khóa học, tức là đếm trên đầu bàn tay thế đó, là đạt chuẩn CDAO thôi.
rồi chuẩn AUN nữa đúng không? Đó, nó rất là ít. Còn bây giờ thì mình thấy là tràn lan tiêu chuẩn các bạn. Mấy cái chuẩn gì 3 sao, 4 sao gì tùm lum á, của đâu đó bên bên Mỹ, bên Úc thì nó đánh giá đủ thứ chuẩn hết. Chứ thời mình thì thấy khóa học nào, chương trình học của ngành học của trường đại học nào mà chấm điểm CDAO hoặc là đạt chuẩn AUN á, hay là của khu vực Đông Nam Á đó, là đã gọi là VIP Pro lắm rồi đó. Thì hồi đó là ngành công nghệ thông tin của Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh á, là được chấm điểm cao nhất Việt Nam, rất là ghê, cũng rất tự hào. Sau đấy thì như là ngành hóa của trường mình, lúc đấy thì đương nhiên mình tốt nghiệp rồi, ngành hóa của trường mình, khóa khoa học tự nhiên á, cũng đạt chuẩn GDO các bạn, AUN với CDO. Đấy, đúng rồi đó, bạn Fun for Life nói đúng rồi đó. Nhưng mà chuẩn thì chuẩn thôi, vì các bạn biết làm sao không? Cái này lại lại nói này nó cũng kỳ, vì mình là người tham gia trong chuyện đó, mình nói thì nó cũng hơi kỳ. Nhưng mà bản thân cái quá trình đánh giá cái chuẩn đó ở Việt Nam thực hiện, mình nghĩ là ở các quốc gia khác thì cũng thế thôi, nói ra thì kêu người Việt Nam thế này thế kia, nhưng mà cũng không phải. Nhưng mà đại ý là mình thấy cái quy trình để đánh giá các cái chuẩn, các cái tiêu chuẩn của chương trình học á, ở bậc đại học á, đôi khi nó vẫn bị nặng về thành tích, tức là kiểu quá trình đánh giá nội bộ nè là một nè, rồi cái quy trình gọi là kiểu đoàn đoàn khảo sát á, của nước ngoài nhá, cả CDO với AUN là của nước ngoài, mà đoàn của có cái đoàn thẩm định á, là kiểm định á, là của mấy cái quốc gia khác á, giáo sư tiến sĩ đâu 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 mấy trường nước ngoài á, họ đến họ kiểm định. Thì bản thân á, mình thấy là mình là một trong những người sinh viên á, nó từng được chọn ra để giống như là để ngồi với mấy cái người đó để họ hỏi mình trả lời á, để xem cái thực trạng đào tạo ở đây nó làm sao đó. Thì thực tế là mình thấy bạn là nó cũng có cái sự gọi là chạy theo thành tích rồi hợp thức hóa, với lại là kiểu cũng nói chung là cũng cũng có cái tính gọi là hơi 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 hơi, hơi chạy theo số lượng á, chạy theo danh nghĩa kiểu như thế. Thì đấy là đương nhiên khi họ phỏng vấn thì mình cũng gọi là thành phần ưu tú, thì mình cũng được dặn trước là mình nên nói cái gì đúng không, mình không nên nói cái gì, nói cái gì thì nó sẽ có lợi cho cái việc kiểm định của trường của khoa đó, kiểu kiểu như thế vào thời điểm đó. Thì đấy là mình cái việc đánh giá nói là đạt chuẩn, nhưng mà thực tế là sẽ có những cái tiêu chí á, là làm nó có hình thức thôi, nó chỉ đạt trong cái lúc mà đoàn kiểm định đến thôi, chứ còn thực tế quá trình đào tạo nó không diễn ra như vậy. Nói đơn cử một cái việc này, chẳng hạn như là để đạt được những cái chuẩn kiểu AUN với CDAO đúng không, tất cả các cái khóa học nó phải có input và output. Input là gì? Là người học muốn học cái môn đó sẽ phải học những môn cơ sở nào trước, đó sẽ phải có những kỹ năng gì rồi thì mới học được môn này, học môn này ra thì đạt được những kỹ năng gì đó, biết thêm được những cái gì, kiểu kiểu như thế. Nhưng mà nó phải lượng hóa được nha các bạn, tức là phải làm cái bảng khảo sát, trong cái bảng khảo sát đó sẽ có cái thang điểm để đánh giá những cái chuyện đó, rồi cái môn đó sẽ sử dụng những cái giáo trình nào, bao nhiêu giáo trình là các giáo trình của nước ngoài đó, nó vậy nữa cơ thì mới được. Rồi cái môn đó là môn tiên quyết của những môn nào khác đó, rồi môn đó cần những môn tiên quyết nào để lập ra được một cái map, tức là sự liên kết của tất cả các môn. Thì khi làm cái chuyện đó ra mới phát hiện ra là có những cái môn để học môn đó sẽ cần kiến thức một loạt môn, nhưng mà kiến thức của môn đó nó chẳng dùng cho môn nào cả. Thế thì câu hỏi đã đặt ra là vậy thì học môn đó cần thiết hay không? Đấy, nó một chuyện. Rồi cái chuyện về giáo trình là họ bắt là chỉ tiêu là phải có bao nhiêu giáo trình, là giáo trình tiếng Anh, giáo trình nước ngoài gì đấy. Đấy thì mình nhìn vô cái danh sách có những môn nó ghi ra và trời, chưa bao giờ thấy sử dụng cái giáo trình này luôn, thì cũng cứ liệt kê vào thôi, đâu có mất gì đâu đúng không, để vô rất là hoành tráng inorganic chemistry của tác giả nào physical chemistry của tác giả nào, cứ để vậy thôi, nói chung là cứ để đâu có mất gì đâu. Nhưng mà đấy, nó phục vụ cho cái việc kiểm định rất là nhiều. Rồi một cái nữa là chuyện liên quan đến điểm số là như ý bạn siêu nhân đỏ nãy nói, khi mà kiểm định á, họ sẽ xem cái bảng điểm á, trong những cái học kỳ gần nhất của cái môn học đó để xem là cái việc khảo thí đánh giá học của cái môn đó nó diễn ra như thế nào. Đó, trời ơi, có những môn mà trước đây các bạn học bách khoa chắc sẽ rành hơn, là sẽ có những cái môn mà rớt hoài các bạn, rớt
nửa lớp rớt 2 phần 3 lớp, đúng không? Đó thì ngày xưa đi học kiểu học ông đó học bà đó là rất là khó, học môn đó rất là khó, ai cũng rớt, rồi học đại học mà chưa rớt môn đó thì coi như chưa học đại học đó, kiểu kiểu như thế. Thì chúng ta xem cái chuyện đó là một chuyện hiển nhiên, là vì chúng ta dở, là vì môn đó khó hay sao đấy nó xảy ra cái chuyện đó. Nhưng mà khi kiểm định các bạn, thì những cái môn học nào mà xảy ra cái tình trạng đó thì chính cái môn học đó là có vấn đề. Đó là bởi vì là nếu một cái môn học nó đặt ra chuẩn đầu vào, tức là để học môn này anh cần có những cái kiến thức, những cái kỹ năng này, ok thì có đủ rồi thì tôi mới cho anh học rồi, ok rồi quá trình đào tạo, cái syllabus, cái chương trình học nó hợp lý, người dạy ấy, hợp lý, thì đáng ra cái người học họ phải nhận được đầy đủ những cái kiến thức đó theo một cái mức độ nhất định chứ. Đó, và mức độ nhận được của thu nhận được của họ sẽ phải tuân theo một cái phân phối tự nhiên, normal distribution chứ, là phân phối chuẩn đó, vậy là phổ điểm nó phải hợp lý. Vậy thì chứng tỏ là nó phải có vấn đề trong cái chương trình học, cái coursework của cái course của này nó phải có vấn đề, syllabus nó phải có, một là chương trình học có vấn đề, hai á, là đề thi có vấn đề, đề thi nó không có match với chương trình học. Đó, nếu mà đề thi với chương trình học match thì chứng tỏ là người dạy có vấn đề, không truyền đạt được cái đó đến người học. Đó, rồi giả sử người dạy dạy hay, đề thi hợp lý với đề cương môn học đó mà người học không học được, vậy là người học có vấn đề, tức là đầu vào có vấn đề. Những cái đứa này nó đã thiếu hụt cái kiến thức gì đó khiến nó học cái môn này, chương trình học thì hay, người dạy cũng hay, mà nó vẫn không học vô để nó đạt được những kiến thức đó để nó thi được và đậu môn, thì chứng tỏ là đầu vào nó đang bị thiếu đó, cái gì đó đấy. Tức là mình thấy là cái quá trình kiểm định á, theo các cái tiêu chuẩn của nước ngoài ấy, mình thấy rất là hay nghe, là họ làm rất là bài bản, rất là logic mọi thứ hết đó. Và khi mà làm theo các cái kiểm định đó thì đúng là lòi ra một loạt môn đó, đúng kiểu useless, là tự nhiên là làm cái chuẩn đó xong mới thấy là trời, vậy là môn này có nên dạy nữa không. Đó là bởi vì là nó chẳng phục vụ cho môn nào cả, kiến thức của nó cũng không cần thiết cho ngành, nó không cần thiết, tự nhiên lại đặt nó là môn bắt buộc. Đấy, nó sinh ra như vậy. Ý mình không phải là mấy môn triết đâu, cái trường hợp của mấy môn triết là phải bỏ qua một bên, triết là mặc định là bắt buộc, không không tính. Mình đang nói là những cái môn hồi đó mình học ngành hóa đó, sẽ có những cái môn liên quan đến kiểu cơ sở hóa lượng tử này nọ kia đó. Đấy, kiểu thế, nó không đáp ứng được cái syllabus của nó, độ input và output của nó không đáp ứng được trong cái xuyên suốt chương trình đào tạo và liên kết với các cái môn khác. Đấy thì phải đặt chất vấn lại, chất vấn lại về cái nội dung học, chất vấn lại về cái việc tại sao mà nhiều người rớt quá, chất vấn lại về người dạy, chất vấn lại về đề thi, cách ra đề thi, cách khảo thí. Đấy, kiểu như vậy. Mình thấy nó rất là hay nếu như mà thực sự làm việc nghiêm túc. Nhưng mà không các bạn, người Việt Nam mà, khi chúng ta phát hiện ra vấn đề, khi chúng ta phát hiện ra lỗ hổng trong chương trình học đó, chúng ta làm cái gì? Nó sẽ lấp liếm. Sẽ tìm cách để vá lỗ hổng, đúng không? Đấy. Làm sao để đủ điểm để cho cái chương trình học của khoa của trường đạt được cái tiêu chuẩn quốc tế, vậy để tuyển sinh này nó có tốt hơn thôi, chứ còn không thực tế là người ta cố gắng người ta sửa cái chuyện đó đâu. Đó thì nói chung là đó cũng là một cái thực tế, nó cũng hơi buồn, nhưng mà bây giờ thì mình nghĩ chắc là nó cũng khác rồi. Chuyện mình kể các bạn là cái chuyện của mười mấy năm trước. Bây giờ chắc chắn nó rất khác, đúng không? Chúng ta phải lạc quan, chúng ta phải tin vào những điều tốt đẹp, xã hội nó phải thay đổi tốt đẹp hơn, chứ không thể nào nó như vậy mãi được. Nhưng mình nói là nó có cái hiện 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 tượng như vậy thật. Vậy là chọn một trường nổi tiếng không có quan trọng, cái nên focus ở đây là ngành và tốt nghiệp càng sớm càng tốt. Bây giờ vẫn thế anh ạ, rất buồn mà chịu luôn. Bạn em học mấy ngành đó gần như chắc chắn ra ngoài đi làm cò đất, mặc dù nó học rất giỏi. Thì hiện thực mình không, mặc dù học rất giỏi, cái chỗ này là nên đóng hoặc nháy lại, là thú thực là những cái bạn học những cái ngành đó, như ở trường mình khoa học tự nhiên á, ngành đó điểm đầu vào quá thấp các bạn, 15 16 điểm, không có tương lai gì hết. Tương lai là bởi vì như nãy các bạn nhớ cái ý mà bài báo lúc nãy nó nói không, là những cái người học giỏi á, thì học đại học á, không thành vấn đề, bởi thực sự là những người đó giỏi sẵn rồi, học thêm tấm bằng đại học ra thì cái công việc của họ nó cũng sẽ nở hoa thôi, đúng không? Đó. Nhưng mà đối với những người học kém thì việc học đại học là gánh nặng, không cần thiết. Đấy thì theo quan điểm của mình nha, nói như thế này thì có thể là nó hơi tổn thương, nhưng mà mình nghĩ đa phần
các bạn ngày xưa của mình á mà học những ngành kiểu như địa chất học, hải dương học, vật lý địa cầu, khoa vật liệu đồ đấy, rồi thậm chí những cái ngành kiểu cái gì môi trường ấy, có hai ngành là một ngành kỹ thuật môi trường với ngành khoa học môi trường, khoa học môi trường đó, đa phần là những bạn có học lực bậc phổ thông rất là yếu, điểm vào đại học cũng rất là thấp, mà mình nghĩ rằng nếu những bạn đó, giá như những bạn đó không học đại học, mà mình chỉ ví dụ thôi nhé, mà những bạn đó đi xuất khẩu lao động chẳng hạn, thì có lẽ là cuộc sống của các bạn đấy đã tốt hơn bây giờ rất là nhiều, mình nghĩ vậy. Có thể là bây giờ các bạn ấy cũng đang rất là tốt. Một số bạn mình biết thì bây giờ đi làm thu nhập cũng loanh quanh khoảng 15 17 triệu kiểu kiểu thế, thì có lẽ là cũng 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 được chứ không phải không. Nhưng mà nếu mà các bạn đấy đi làm sớm hơn, đi làm những công việc nào nó có tính kỹ thuật, nó có tính tạo ra giá trị gia tăng cho xã hội á, tốt hơn á, thì suốt 4 năm đó kéo đến bây giờ thì có lẽ là cái thành tựu về mặt vật chất á, nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Còn đương nhiên bạn nào học giỏi thì cứ tiếp tục học thôi. Học, quan điểm của mình rất rõ ràng, một người nếu thực sự đã giỏi thì thực tế là làm cái gì cũng giỏi các bạn, làm cái gì cũng giỏi, thậm chí là làm nghệ thuật cũng giỏi, hát cũng hay, vẽ cũng đẹp, nhảy cũng đẹp. Mình có rất một số bạn á kiểu học lúc học đại học mình thấy rất là giỏi, xong các bạn ấy còn là dancer nữa các bạn, đó, đi nhảy nhảy rất là đẹp, rồi những bạn khác còn là cái gì ở vũ công á, cái gì choreography gì đó, đó cái trò mà cứ búa máy uốn éo nó nhảy đại gì đó đấy, kiểu kiểu như vậy. Rồi một số bạn là còn vẽ tranh nữa, bây giờ học tiếp trở thành họa sĩ rồi đồ đó, rồi có bạn thì chuyển qua làm về âm nhạc, sản xuất nhạc rồi đó đấy. Thì thực tế ra mà nói, một người nếu mà thực sự là họ đã sở hữu những cái kỹ năng hay là sở hữu cái tư duy vượt trội so với những người khác, tức là đang nói về về cái bẩm sinh á, cái thiên bẩm á, thì đã tốt hơn rồi, thì thực tế là họ làm nhiều thứ thì thứ gì cũng tốt. Nói như vậy thì không phải tự ca ngợi bản thân, nhưng mà như mình thì mình thấy mình vậy, là thường thì mình thấy mình làm cái gì cũng tốt. Đấy thì nó là vậy, đâm ra là nếu như chúng ta thấy là năng lực của chúng ta, đừng có nói là thuộc nhóm yếu, nhưng mà nếu mà dưới mức trung bình, dưới mức trung bình, hoặc là thậm chí là dưới mức 1 phần 3 trên cùng á, nằm ở cái mức 2 phần 3 dưới cùng á, thì có lẽ là cũng cũng nên nên cân nhắc lại cái lựa chọn nào mà nó nhanh chóng, nó tạo ra các cái giá trị tài chính hơn là các cái lựa chọn phiêu lưu đó, kiểu như địa chất học kiểu vậy. Trường tự chủ tài chính 2 năm, 2 năm mấy hả, mới để sinh viên thí nghiệm chưa về mà xe của thầy đã chuyển từ Toyota lên Mercedes rồi, chỉ thấy tội cho mấy nhóc còn đang học và vô tư không biết điều ấy. Đấy, nói ra như này là bắt đầu lại kêu là thế lực thù địch. Nhưng mà đúng các bạn, thầy cô thôi cũng không nói làm gì đấy, nói chung chung vậy. Có nhiều người kinh tế họ cũng khá giả lắm thì họ cũng chạnh lòng, nhưng mà hiệu trưởng các bạn đó, hiệu trưởng nào cũng giàu hết, nhất là hiệu trưởng nào mà ở những cái trường tự chủ tài chính mà trong cái nhiệm kỳ của họ diễn ra rất là nhiều hoạt động xây dựng cơ sở vật chất. Ví dụ trường nào mà có hai ba cơ sở xây thêm building này building nọ, xây thêm ký túc xá đấy, mua thêm cơ sở vật chất, làm đèn sơn tường, lắp máy lạnh này nọ kia đấy, những cái trường nào mà có cái khoản đầu tư vào cái fixed cost á, nó nhiều á, chi phí cố định này kia nó nhiều á, khoản đầu tư vào xây dựng cơ bản á, nó nhiều, thì những cái trường đấy hiệu trường sẽ rất là giàu. Đó, và mình tin là với quá trình tự chủ tài chính mà ở tự chủ đại học đó, nó đang gọi là chuyển hóa mạnh như hiện nay á, thì sẽ có càng ngày càng có nhiều hiệu trưởng giàu. Sau khi live sau anh có thể trích đường dẫn các bài báo được không? Ok, mình sẽ để cái bài báo link bài báo ở phía dưới ha. Rồi, xin đó là như mấy tiết phòng sở giáo dục về dự giờ để đánh giá giáo viên thì toàn dạy khác mọi lần trên lớp, sao đánh giá chuẩn được. Chính xác, chính xác. Mình thấy cái kiểm định
So sánh như vậy cũng đúng, cũng đúng, nhưng mà nó không đúng hoàn toàn. Rõ ràng là cái việc mà hồi phổ thông chúng ta đi học mà có cái chuyện dự giờ đó, rồi thi giáo viên dạy giỏi hay cái gì đấy, thì thực ra là nó hơi giả tạo đúng không? Nó hơi giả tạo, ai cũng biết đó là một vở kịch, đúng chưa? Nó là giả, đa phần mọi thứ là giả, người giơ tay cũng là giả, đúng không? Chấm điểm này cái cũng là giả, cái bài giảng nó cũng không đúng với cái phẩm cấp thực tế, là cái đấy thì bình thường thôi, vì là thi mà, hội thi, hội diễn mà, thế cũng không 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 nói làm gì. Nhưng mà cái chuyện mà kiểm định á thì nó lại khác các bạn, nó ảnh hưởng đến cái uy tín đó, bởi vì nó ảnh hưởng đến cái sự so sánh của các cái chương trình học khác nhau. Một chương trình mà đã được kiểm định đó thì chắc chắn là cái phẩm cấp của nó sẽ được người ta xem là cao hơn một chương trình chưa có kiểm định đó, thậm chí là người ta dựa vào những cái kiểm định đó để người ta làm marketing, người ta tăng học phí, đúng không? Ví dụ như là khóa trước, các khóa trước nè là chưa có kiểm định AUN đó, thì cái học phí chỉ khoảng 6-7 triệu một học kỳ thôi, nhưng mà từ khóa này trở đi chúng ta đã đạt chuẩn AUN rồi, chúng ta đã đạt chuẩn Star 4 sao ở bên Mỹ này kia đó, họ cấp rồi đó, kiểu kiểu như thế. Thì từ học kỳ này trở đi là 10 triệu một học kỳ, và cái lộ trình nó sẽ tăng dần cứ 10% mỗi học kỳ, nó kiểu kiểu như thế đó. Thì rõ ràng á, là cái chuyện kiểm định á, mà nó gian dối như vậy á, thì ấy là nó không có chuẩn xác á, thì nó sẽ có nhiều cái tác động tiêu cực hơn đó. Mình thật ra tiêu cực ở đây không phải chương trình học đâu, như đã nói cái người giỏi á, thì học cỡ nào rồi nó cũng sẽ giỏi thôi, nó cũng chẳng quan trọng thầy cô dạy nó cái gì đâu, nó cũng sẽ giỏi thôi. Nhưng mà tội á, là tội những cái bạn mà vì lầm lỡ mà quyết định học đại học và tạo ra gây ra một cái gánh nặng tài chính cho phụ huynh đấy, thì mình nghĩ là đó 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 sẽ là cái đáng tiếc nhất. Khi mà mỗi tháng trung bình đi cả học phí cả tiền ăn ở, mỗi tháng phụ huynh phải chi ra chừng 4 triệu hoặc là 5 triệu cho một đứa con, tôi cứ cho là 4 triệu đi đấy, thì một năm á, là 50 triệu đó, thì 4 năm coi như là 200 triệu kinh phí cho một đứa con học đại học là khoảng 200 triệu, thì mình nghĩ là không không phải là một con số nhỏ đó, không phải là con số nhỏ, nó là gánh nặng. Bởi vì là thú thực là đi làm, các bạn đi làm, các bạn ra trường đi làm, nếu mà các bạn ở, dĩ nhiên là bạn nào lên Sài Gòn đi làm ở tỉnh, lên Sài Gòn tốt nghiệp xong ở đi làm ở Sài Gòn, hay là ở tỉnh tốt nghiệp xong đi làm ở Hà Nội, thì chắc chắn là các bạn sẽ phải chịu thêm cái gánh nặng về đi lại và ăn ở, đúng không? Đấy thì rất là khó. Mình nghĩ là 2 năm thậm chí là 4 năm cũng chưa đủ để các bạn tích lũy được một số tiền là 200 triệu đâu, tức là cover lại được cái số tiền đầu tư cho chuyện học đại học á, chưa đủ đâu. Trừ khi là các bạn phải phải thuộc nhóm top đầu á, nếu mà các bạn thuộc top đầu thì được. Mình tin là nếu mà những bạn nào mà thuộc nhóm 10% á, cao nhất trong trong cả khóa học á, thì bộ trong vòng 4 năm thì các bạn sẽ thu hồi được cái khoản đầu tư ban đầu, chi phí đầu tư ban đầu thì ok là hợp lý. Nhưng mà nếu mà các bạn thuộc cái nhóm mà dưới 30%, dưới 3/4 ở phía dưới thì khả năng là khó thu hồi, nhất là học phí bây giờ cao nữa, ngoại thương nè, kinh tế quốc dân nè, tài chính ngân hàng nè, đại học ngân hàng, học viện ngân hàng rồi, thế giờ học phí trường nào cũng cao hết, nhìn rất là khủng khiếp, chứ đừng nói là học tiếp thạc sĩ, học tiếp MBA còn khủng khiếp hơn nữa. Ok rồi, bây giờ cũng đã rất là muộn rồi, ôi gần 3 giờ sáng mà mặc dù nói chưa hết. Hôm nay định nói thêm với các bạn một cái chuyện cũng hay là về ý nghĩa của cái chương trình MBA, nhưng mà thôi buổi livestream cũng đã dài, cũng đã muộn rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, đến thời điểm này vẫn có 11 người đang xem cái buổi livestream này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong buổi livestream tối ngày mai. Hy vọng là sẽ có một chủ đề gì đó nó thú vị hơn. Hôm nay cũng không được thú vị lắm, nhưng mà cũng 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 được, nhưng mà không không thú vị thôi. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ha. Hy vọng là tối ngày mai thuận lợi, sẽ không có sự cố gì hết và sẽ live đúng giờ, 9 giờ tối nhé. Chào các bạn, chúc các bạn ngủ ngon.